Bởi vì cái ấy ra là cho tôi ăn luôn. Quần em mặc đó hả chị? Quần em mặc là do em đem tận dụng của vải gì nhỉ? Lụa đời sen đấy chị ơi. Còn nếu mà chị muốn may, muốn lấy quần mà màu đỏ đô như vậy này, bên em có chất vải lụa rếp ấy chị, y chang luôn, đẹp lắm luôn. 70.000 một quần nha chị ơi, nhưng mà em may đa số là 2 mét không ạ. À? Còn bên em bán các chị 70.000 là 1 mét 2 thôi chị, chứ không phải là 2 mét nha. Bên em cho chị thông tin nhà may nha, chị Phan Hải Yến. 100.000 một áo cho em các chị ơi. 100.000 cho em. Tập trung bán hàng đi, chị đã nói là kéo hàng lên sẵn đây thì tập trung bán xếp đi, không có cái xuống dưới nhà nữa, đóng cửa vào cho nó mát. 100.000 áo đúng không? Lên bán từ từ nha, mình cũng mệt lắm. Nguyễn Oanh A200, Nguyễn Lan, Nguyễn Lan A200, Phương Loan A200. 100.000 một tháng. Chất vải là lụa Thượng Uyển, lụa Nam Phương, giá 100.000 một áo, ai không nhăn không không nhăn là không còn bán chị. Diệu ơi mày đừng nói chị làm cho chị mắc cười nha Diệu. Sara biết hay áo A200. Đừng có ngồi lựa nữa, chế ơi. Thành Vũ thì A200. Chị Thành Vũ thì không có A200 nha chị. Và cái này còn đâu mà theo khí thế cả tuần nữa phải chờ. 100.000 áo nha các chị ơi. Đầu lai em bán vừa xả vừa tặng vừa các thứ đấy. Xả
các chị, 100.000 áo. Ai nhanh còn chậm hết nha các chị nha. Tất cả các chất vải luôn các chị ơi. Đấy, em cứ lựa được cái nào em cảm thấy được là sale các chị hết luôn. A207 có mấy áo này các chị? 2 này, 3 này, 4 áo này các chị ơi. Chia sẻ live stream cho em với thì các chị ơi, tương tác giúp em với nha các chị nhá. Ceramic 2 áo B207. 02. Như Tâm B207, Phạm Thảo B207 nữa là hết. 100.000 áo cho em nhân lệ này các chị ơi. Vài áo em mặc hả? Vài áo em mặc là giá 150.000 một áo. Nhưng mà các chị ơi đợi đi quen. Nó có đến 14 màu lọc chứ không phải có một màu em đang mặc trên người đâu. Bây giờ chỉ cần các chị chia sẻ live stream cho em đúng một ca lượt xem thôi. Bớt các chị mỗi một áo 10.000 tới 140. Nếu như mà được một ca lượt chia sẻ live stream bán đúng 14 màu, mỗi một màu bán 140. Đúng chưa? 13 hay 14 màu? 14. Đúng 14 màu luôn. Bán 140. Chất vải này hả? Đẹp hơn lụa hàn, lụa Mã Châu luôn. Chia sẻ live stream cho em các chị ơi. Hôm nay nhiều đồ đẹp lắm. Trần Văn Thị Sương B079, Đa Phi B079. Chất vải này á, nếu mà các chị bảo lụa Mã Châu không phải nha. Nếu phải, nếu mà là lụa Mã Châu hay là mấy người hay gọi là cái gì nhập thì satin nhập hay là tinh nhập gì đấy, không phải nha các chị nhá. Không phải nha. Mấy mẫu này là chất vải lụa Hồng Kông của em đó, em sale các chị giá 100. Nha, 100.000 một áo, nhanh lẹ lấy liền cho em. Nhanh gọn lẹ, em khóa nhanh gọn lẹ không các chị. Em bán lộ các chị cũng được trẻ sao hết. Miễn là các chị cũng mua nhanh gọn lẹ. Nguyễn Hoa B069 01. Kim Loan NT B069 này các chị làm lộ đong đóm này, em sale luôn giá 100 luôn. Em sale luôn các chị giá 100.000 áo luôn đó. Rosie Nguyễn B126 02. Cương Nguyên B126 cho Phụng nó bỏ hàng đi. Mưa sát xuân B126. Phụng ơi, đổi ra đây đi cho Việt xếp cho dễ hơn. Mấy mẫu này các chị chốt đơn em giá 100 nha các chị ơi. 100.000 một áo nha. 100.000 một áo nào. 100.000 một áo cho em. Chia sẻ live stream cho em. Ồ, được 700 rồi đấy. Các chị, mày lấy chuẩn bị nha, 14 màu cho các chị. Đúng 14 màu cho các chị luôn. Vi này nhà em có tổng là 14 màu. Và bán đúng các chị 100. Linh Phạm B3 số 2. Rosie Nguyễn. Còn có 1 áo, 2 áo thôi. Từ từ kiểm tra đi rồi hãng tổng. Minh Phan B099 còn 1. Việt ơi, em lấy cho chị cái bịch hàng ở trong chưa kìa. Cái màu tím tím hồi trước chị mặc ra đây bán cho các chị 250.000. Trần Văn Thị Sương B099. Nhiều Quỳnh Mai B056 còn 1. Cương Nguyên B056. Hôm nay là chơi tới bên với các chị luôn. 100.000 một áo nha các chị ơi. Chốt đơn ngay và liền cho em. Mẫu này Nan Anh B257. Mẫu này em bán Nguyên B257 một áo, áo em mặc á. Lê Trần B257 luôn các chị dễ trang điểm. Còn 3. Huỳnh Diệu B257. Không đẹp khỏi cần trả tiền cho Tú luôn nhá. Không cần đẹp trả khỏi cần trả tiền cho Tú luôn. Môi sắc thôn B257. Nguyễn Hoa B257. Hết. Chia sẻ live stream cho em với các chị ơi. Tương tác giúp em với các chị nha. Đây mẫu này nè. Hàng cao cấp em xứng luôn các chị giá 150 luôn. Chị nào lấy thì các chị chốt B238 cho em. Mẫu này em có mặt. Mỗi một màu lấy ra đây 5-6 cái chất lên đây cho chị là bắt đầu lên chấm bi cho mấy chị nha. Cứ đủ ca là em tính 140 nha các chị nha. Tính hẳn các chị 140 luôn. Trần Phương B238, Rosie Nguyễn B238. Giá 150 nha các chị ơi. Hiệp Thanh B238, Maria Thu Vân B238, Bông Bi Trần B238. Mẫu này các chị chỉ cần mặc quần đen cho em là đủ đẹp rồi các chị. Rất là đẹp luôn. Chia sẻ live stream cho em với các chị ơi. Tương tác giúp em với nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt B238 cho em. Chia sẻ live stream cho em nào.
Thu Dương B238, Phạm Thị Trang B238, Nguyễn Ánh Tuyết B238. Hà Linh B238. Quỳnh Anh B238. Chị nào lấy thì các chị chốt B238 cho em nha các chị ơi. Dạ em tin các chị đúng rồi. 150 ngàn. Trước tiên em đưa cái Lan Phương B238. Như Tâm B238. Hồng Liên Đặng B238. Như vậy có đủ 14 màu không các chị? Đủ 14 màu chưa? Hiệp Thanh B238. Mấy áo lên đây trước này. Ý đứa ơi, ghi như vậy là cái nào còn là còn cái nào không này, còn tân bực thôi đúng không? Đã ghi chữ cây như vậy này. Đấy, được 821 chị rồi. Được 821 chị rồi, chia sẻ hai chim cho em cắn nào cho được rỡ đi các chị. Hàng này em lấy giá rất là cao. Nếu em bán cho các chị giá 150.000 một áo với 140.000 một áo. Em mà có nói sai không cần phải ai làm chứng đâu các chị ơi, mình đúng 10.000 một áo, không hơn không kém, nhưng cái quan trọng là có nhiều thôi. Ai đã mua vải này của em rồi biết mà đúng không? Rồi tính các chị 140, chị nào lấy thì các chị chốt cho em là đen trắng. Còn chị nào mà pha cặp tay như em á, thì các chị nhân viên chốt đơn hàng á, các chị nói các bạn cắt cho mình tay em pha đây là lụa rết cho các chị nhá. Chị nào lấy thì các chị chốt đen trắng cho em. Nguyễn Vân B238 pha cặp tay không Tú ơi, ba cặp tay hả chị? Nếu mà chị để liền 2 mét chị pha được ít nhất là 4 cặp tay chứ không phải là 3 cặp đâu chị. 4 cặp luôn á, tại vì may dọc mà chị dư quá trời luôn. Nếu mà 2 mét liền thì may được 4 cặp tay. Quỳnh Mai đen trắng, Kim Chi Lê đen trắng, Rosie Nguyễn đen trắng, Âu Huynh đen trắng. Đen trắng nha các chị nha, chị nào lấy thì các chị chốt đen trắng cho em. Đen trắng mặc không bao giờ xưa, không bao giờ lỗi mốt và mặc rất Ngọc Hà đẹp. Trần đen trắng, Trần Lê đen trắng. Nói tóm lại các chị muốn mặc màu gì thì các chị mặc nha. Rồi màu này các chị chốt cho em là màu rút. Màu này thì theo như em á là các chị may nguyên một áo dài trong các chị mặc thêm quần đen thôi, rất là đẹp luôn các chị ơi. Màu này không phải đen trắng, màu best seller của nhà em á, màu bán nhiều nhất luôn. Màu rút nha, chị nào lấy thì các chị chốt rút cho em. Thanh Trịnh đen trắng, rút này cực kỳ sang luôn. Trần Phương đen trắng, Kim Phụng đen trắng, Phương Thúy Trần đen trắng. Lên từng màu nha các chị ơi, có tổng 14 màu lận, cho nên em phải lên rất là nhanh thì mới kịp còn hàng bán hàng khác cho các chị nữa. Vì hôm nay nhà em còn nhiều hàng lắm. Rút nha, chị nào lấy thì các chị chốt rút cho em. Hà Trương đen trắng, Mi Kim đen trắng, Oanh Nguyễn đen trắng. Rút nha các chị nha, chị nào lấy thì các chị chốt rút cho em. Ra 14 màu là chết người luôn á. Lê Thủy Trang rút, Phương Nguyễn đen trắng, Diễm Nguyễn rút, Hàng Vân đen trắng, Trần Văn Thị Sương đen trắng. Màu này các chị chốt cho em là màu đen. Liên Hà rút. Trâm Quỳnh rút, Mai Trần đen trắng. Dạ sáng nha các chị nha, dạ sáng. Nhớ nha mấy đứa ơi. Rút có khúc 3m7. Rút em có khúc 3m7, chị nào lấy comment giúp em. Chưa có thời gian để bán mấy cái lẻ đấy đâu. Chị nào Kim Liên rút, chốt da cho em nha, da Nguyễn Lan rút, Phương Minh đen trắng. Màu này các chị chốt cho em là màu nước mía. Giờ đây là cao điểm.
đâu, không được qua luôn, còn bán phải khác nữa. 14 màu đứng này chắc hết like luôn đó. Màu này các chị chốt cho em là màu nước mía, các chị nhá, nước mía. Tránh trần rút, kim chi lê da, minh đức đen trắng. Da sáng nha, có da sáng này, da tối này. Nguyễn Kim Anh da nữa này. Nguyễn Kim Anh một áo đen trắng, một áo rút. Kim chi lê nước mía, kim phụng da. Màu này các chị đóng cho em. Uyên Phương đen trắng. Hồng dâu. Trần Phương đen trắng. Lê Nguyệt đen trắng. Màu này các chị chốt cho em là hồng dâu nha các chị nha, hồng dâu. 140.000 một áo. Kim chi lê hồng dâu. Maria Nguyễn hồng dâu. Trịnh Thị Kim Tuyến đen trắng. Hồng Châu nước mía, kim phụng nước mía. Hồng Lương một áo đen trắng. Nguyễn Mai Lan nước mía. Rosie Nguyễn nước mía. Hạnh Vân hồng dâu. Hồng Vân hồng dâu. Quỳnh Phan Khanh đen trắng. Chi Nguyễn Thị Kim vải áo mẫu mặc là áo đen trắng. Phương Hồ Ruốc. Rêu các chị ơi. Màu này đẹp quá các chị. Huyền Hồ Rêu. 140.000 một áo. Màu này các chị chốt cho em là đỏ trắng. Rosie Nguyễn Rêu. Kim Chi Nê Rêu. Trang Trần Hồng Dâu. Nguyễn Lan Rêu. Đỏ trắng. Như Tâm Ruốc. Trang Trần như một đi đỏ. Kim Phụng Rêu. Trần Phương Rêu. Rosie Nguyễn thêm một áo rêu. Đỏ trắng nha các chị nhé. Đỏ trắng. Đỏ trắng. Màu này đẹp xuất sắc luôn. Trần Lê. Trần Lê đỏ trắng. Màu này các chị chốt cho em là nâu. Tâm Lê Rêu. Kim Phụng đỏ trắng. Đây là nâu đen luôn đó các chị. Nâu nha. Nâu. Nguyễn Lan nâu. Nguyễn Liên đỏ trắng. Kim Chi Lê đỏ trắng. Rosie Nguyễn hai áo nâu. Thu Yến hồng dâu. Trần Phương nâu. Phạm Thị Trang rút và nước mía. Nguyễn Oanh nâu. Kim Phụng nâu. Ngọc Vân nâu. Kim Chi Lê xanh cô ban. Như Tâm xanh cô ban. Phạm Hồng Hạnh hai áo rút. Màu này chị nào mà thích là các chị phải lấy liền nha. Hay là các chị đóng cho em là màu cà phê sữa. Cà. Tuyệt vời. Cà hóa cà phê sữa. Áo dài Thảo Duyên một áo xanh cô ban. Trần Văn Thị Sương xanh cô ban. Cà phê sữa nha các. Tâm Lê xanh cô ban. Rosie Nguyễn cà phê sữa. Màu này các chị chốt cho em là màu kem trắng. Quỳnh Phương xanh cô ban. Hà Vi hai áo đen trắng. Kim Anh Nguyễn cà phê sữa. Kim Phụng cà phê sữa. Thanh Thúy cà phê sữa. Phương Đào Nâu. Hồng Vân cà phê sữa.
kem trắng này. Thế ly cà phê sữa. Màu này các chị chốt cho em là màu xanh bạc hà. Nguyễn Ngọc Thủy Tiên cà phê sữa. Mai Nguyễn Khải Di đen trắng. Màu này các chị chốt cho em là màu xanh xanh ngọc hạt các chị ơi. Mai Trần cà phê sữa. Mỹ Tâm Trần nâu. Nguyễn Lan cà phê sữa. Dương Nguyễn một đen trắng một nước mía. Rất là xuất sắc luôn các chị mình ơi. Màu này các chị chốt cho em là đỏ đen. Giá 140.000 một vải áo nha các chị. Duyên Ngô Mộng một áo đen trắng. Hồng Vân một áo xanh bạc hà. Lan Anh hai áo xanh bạc hà. Trâm Nguyễn Anh hai áo xanh bạc hà. Trâm Quỳnh Rêu. Như Tâm xanh bạc hà. Đỗ Thị Đông xanh bạc hà. Quỳnh Mai một áo đỏ đô. Áo dài Thảo Duyên xanh ngọc. Hai con gái xanh ngọc. Cái đỏ phục... đô là áo gì? Đỏ đen. Đỏ đen đặt đỏ đô. Kim Phụng xanh ngọc. Hải Nguyên xanh ngọc. Nguyễn Mai Lan cà phê sữa. Quỳnh Phương xanh bạc hà. Thúy Phương Lưu xanh ngọc. Thúy Nguyễn xanh bạc hà. Đồ này các chị chốt cho em là màu trắng xay. Cái sữa đây nè. Ngà đoàn nâu vào ruốc. Dương Mỹ xanh bạc hà. Hồng Châu đỏ đen. Bích Thi. Bích Thi xanh cô ban. Màu này các chị chốt em là màu trái xoay. Có 4 màu á. Các chị cũng dễ trong từng vài này em bao cho các chị mặc không trừ, không sức gì. Ngọc Hà Trần đỏ đen. Nguyễn Ngọc An Bi đỏ đen. Kim Phụng đỏ đen. Xương rồng trên cát xanh ngọc. Hòa Lê một áo xanh ngọc. Đô Vũ cẩm tú xanh ngọc. Bích Thi xanh rêu. Màu này các chị chốt em là màu trái xay nha các chị nha, màu này đẹp lắm luôn. Kim Phụng trái xay. Rosie Nguyễn trái xay hai áo. Rima đỏ đen hai. Rima đỏ đen. Xuân Thi Nguyễn đen trắng. Ok chị Minh Thư. Thúy Nguyễn trái xay. Nguyễn Lan trái xay. Một trái xay này đẹp lắm á các chị. Đẹp tuyệt vời luôn á các chị ơi. Giá là 140.000 một. Trâm Nguyễn Anh trái xay. Em nói các chị Phạm là Sâm. Này nếu mà chị nào may mà xù xước đường chỉ phải có được có giãn nha. Nếu xù xước đường chỉ các chị cứ việc trẻ lại cho em may xong thằng Phạm Sâm trắng đen và nâu. Thúy Phương Lưu xanh ngọc thạch. Cái này là đồ Quỳnh Mai trái xay. Rất là nhiều rồi và các chị đã mua rồi. Bây giờ các chị hỏi hoài luôn đó. Nhiều chị nhắn cho em bên Zalo lắm luôn. Các chị tìm nhiều luôn. Nè lấy cho cô cái này nhỏ. Mình mới á. Đợt trước em bán một đợt đấy các chị. Các chị biết một đợt em bán đó là bán. Phải nói là bán mỗi một màu là lấy 3 cây và mỗi một cây là 70 áo là 240 áo nha. 14 cây 14 màu là các chị biết bao nhiêu áo chưa? Và Nguyễn Trinh trái xay. Trần Phượng đen trắng. Lê Khanh một đen trắng một đỏ đen. Đây các chị. Cái này đó là cái khoe nhí thôi các chị ơi. Nhưng mà cùng một chất này nha. Cùng một chất vải này nha. Giá 150.000. Ai mà là tín đồ khoe nhí thì cứ việc mua tầm mặt thôi. Ôi, nó dễ thương kinh khủng luôn. Mặc cái quần màu đỏ. Hay may đầm,
hay may đồ bộ, hay may áo dài, hay may áo kiểu. Cái chất vải này á, nếu mà các chị vô trong cửa hàng, với cửa hàng cao cấp hoặc các chị mà ra chợ á, các chị mà mua được với giá 150.000 một áo 2 mét á, cứ mua cho em, mai em mua hết cái chỗ đấy cho các chị luôn. Thúy Phương Lưu xanh ngọc thạch. Rồi xong chưa? Giá nha. Xương rồng trên cát ruốc. Áo các chị ơi. B259 nha các chị nhé. Nào lấy thì các chị chốt B259 cho em. Giá là 150 các chị ơi. Giá 150.000. Chất y chang như vậy nha các chị nha. Còn cái chất mà lụa Mã Châu là nó mỏng hơn rất là nhiều và nó không có cái độ cát nha các chị nha, không có độ cát nha. Kim chi lê cà phê sữa. Nói tóm lại là nếu mà các chị cảm thấy chưa tin thì các chị đừng có mua. Dung mỹ xanh ngọc thạch. Còn nếu mà tin thì các chị mua mai mốt mặc đẹp thì mua tiếp, còn không thôi đừng mua. Nguyễn Lan B259, Ceramic 4 áo B259, cẩm Nguyễn B259. Áo mẫu mặc bên em hết rồi nha các chị ơi. Giá em bán 150.000 một áo các chị ơi, vải có độ co giãn nha các chị nha. Hoa lan trắng xanh ngọc thạch và ruốc. Chia sẻ live stream cho em với các chị ơi, tương tác giúp em với nha các chị nhé. Đẹp cực kỳ, em để lại một cái để mai mặc đi lễ mà. Nguyễn Vân B259. B259 các chị ơi, thì nào lấy thì các chị chốt B259 cho em. Em có một phút 3.6 nha. Nha, em có một phút 3.6. Dương Vũ B259. Huyền Hồ một áo đỏ trắng. Ai mà sao mà cứ Nguyễn Hương B259. Có giận chị ơi. Ngọc Cao Thị Kim B259. Giận chi tớ mau già. Phụ nữ là phải lúc nào cũng phải yêu đời, lúc nào cũng phải tự tin cái trẻ được. Thiền Nguyễn B259. Giận là mau già lắm. Nha, giận là rất mau già, đừng giận. Xuân Lê B259, Yến Phạm B259, Đinh Liễu B259. Đây liễu một áo đen đỏ. Ngọc Tâm Linh Thi B259. Đây liễu một áo đỏ trắng. Đừng có giảm nha chị. Em là quá trẻ lắm đây mà em chưa già được. Em chưa trẻ được cái này chị. Phương Y B259. Mẫu này em tính các chị là các chị ơi. Giá 100.000 một áo nha các chị nha. Em nhắc lại cho các chị xem nè. Cái màu này thì đúng là màu truyền thống từ hồi nãy giờ em bán, còn màu này mới nha. Đen trắng áo mẫu mặc bên em hết nha các chị ơi. Bán cho các chị á, cái màu hồng của nó rất là tươi. Còn đợt này là các chị này, cái màu của nó giống như dạng ra hồng vôi á, nó đậm đẹp lắm luôn. Giá 100.000 một áo nha. Em có các chị đắm cho em đen trắng đi cho nó dễ hình dung. Và màu này các chị đắm cho em là đen hồng. Giá 100.000 một áo, vải có độ co giãn 4 chiều, không cần phải lót, không xù xước đường chỉ, mặc rất là mát nha các chị nha, không nha. Giá 100.000. Kim chi lê hai áo đen trắng, Trương Lê đen hồng, Bích Ngọc Trân đen hồng, Kim chi lê đen hồng hai áo, Lê Hiền đen hồng. Các chị cứ nhận về, nếu mà đúng như đợt em nói, đợt trước em bé là các chị để ý, các chị có thể xem lại những cái like cũ á. Cái màu của nó hồng mà dạng như là hồng dâu tươi á, còn đợt này nó ra giống như dạng là hồng vô. Loan Hà đen trắng. Sang rất là sang. Đẹp lắm. Bích Thi B259. Trần Phương đen hồng, Ceramic đen trắng hai áo, Vân Trương đen hồng, Rima đen hồng, Kiều Thu Nguyễn đen hồng, Anh Trúc Nương đen hồng, Thu Dương đen hồng. Còn này chị mới lấy thêm 3-4 cây nữa để dành.
Phan Thanh đen hồng, Dung Nguyễn đen trắng, Thúy Trinh đen hồng. Đen hồng em có khúc 3m2 đó các chị ơi. Phương Lê đen hồng, Phương Loan đen hồng, Nguyễn Kim đen trắng, Kim Liên Nguyễn đen trắng. Giá em bán 100 ngàn một áo thôi các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt đen hồng cho em và đen trắng cho em nha các chị nha. Đen hồng trắng đó chị. Đen trắng giá 100 ngàn một áo các chị ơi. 100 ngàn một áo cho Tú thôi. Cái màu rất là đẹp luôn. Ôi trời đất ơi, nó đẹp quá. Không biết bán cái gì để lại cái gì luôn đó chị ơi. Rồi. Cái này là đen nâu á. Dạ không có nha chị Dung Nguyễn ơi. Có gì? Bi nền vàng trắng rồi tím rồi các kiểu để cho đoàn dân khoan. Cái đấy nhiều khi có để muốn bán đấy chị. Có. Dương Vũ đen hồng. Cái nào mà em cảm thấy được. Tiên Nguyễn đen hồng. Có. Kim Hương đen hồng. Trọng Hà đen hồng. Thiền Trương đen hồng. Anh Nguyên đen hồng. Đen hồng một chút thoải mái. Sarah Mít đen hồng. Liều Nguyễn đen hồng. Phạm Thanh Hà đen trắng, Lê Quỳnh Anh đen hồng, Thí Hằng Trần đen hồng, Nguyễn Hằng đen hồng, Linh Võ đen hồng, Vân Loan đen hồng và đen trắng. Chốt thoải mái nha. Hồng chiều nay chị mới chốt đơn cho được 2 cây, với trắng thì chốt cho thêm cây nữa. Nguyễn Thị Thiên Nga đen trắng, My Kim đen hồng. Đỗ Phi đen hồng. Cái này nó có màu xanh vỏ đậu mỗi em. Mẫu này các chị đắm cho em là lệ quyên đen và lệ quyên xanh vỏ đậu. Và em có cả lệ quyên đỏ nữa. Giá 100 ngàn một áo luôn nha các chị ơi. Em bán giữa khoảng tiếng đồng hồ đi xong rồi em thay khám à. Đúng ra là tối nay không có like hết các chị ơi. Đúng là tối nay không có like luôn á. Mà cứ nghĩ tới hàng nó về nhiều quá em sốt rồi. Quá em hướng xuống em like cho các chị. Đây là lấy cái áo xanh này này các chị. Than Dương đen hồng và đen trắng. Huyền Anh đen hồng. Hàng về nhiều quá luôn á. Mà không bán cho các chị nó nằm ở đấy một ngày. Ít nhất là nhà em phải đi ra ngoài khỏi nhà em. Xuyên Nguyễn đen hồng 3m2. Mẫu này các chị đắm cho em là lệ quyên đen nha các chị nha. Lệ quyên xăng. Lệ quyên xăng nha và lệ quyên đỏ các chị ơi, giá 100 nha. Hiền Trương lệ quyên xanh, Phương Loan một áo đen hồng. Hồi chiều nay mấy người sửa chỉnh máy để dưới. Cái máy này ở đâu? Cái bấm máy lặn ở đây đâu? Thi Hằng Trần lệ quyên xanh và đỏ. Rima lệ quyên xanh. Dung Mỹ lệ quyên xanh, Kim Hương lệ quyên đen, Non Phạm lệ quyên xanh, Chi Lê lệ quyên đỏ, Lan Anh lệ quyên xanh, Nguyễn Lan lệ quyên đen, áo dài Thảo Duyên lệ quyên đỏ, Thu Trang 3 màu, Cindy Phạm 3 màu, Nhật Thủy Nguyễn lệ quyên đỏ, Phường Nguyễn lệ quyên xanh. Xuân Mai lệ quyên đỏ, Trần Dung lệ quyên đen,
Liễu Nguyễn Lệ Quyên đỏ, Nguyễn Trang Lệ Quyên xanh, Trần Thị Phương Lệ Quyên đen và đỏ, Băng Vũ Lệ Quyên đen, Thành Vi Vi Lệ Quyên đỏ. Lan Phạm Lệ Quyên đỏ, Cúc Ngọc Nguyễn Lệ Quyên đen, Phương Loan một áo đen hồng, Hoa Đồng Tiền Lệ Quyên đỏ, Thục Linh Trinh Lệ Quyên đỏ, Linh Linh Triều Lệ Quyên đỏ, Nguyễn Thị Hiền Lệ Quyên đen, Thảo Dương Lệ Quyên xanh và đỏ, Nguyễn Phù Lệ Quyên đỏ hai áo, Dương Nguyễn Lệ Quyên đỏ, Hồng Vân Lệ Quyên đỏ. Em chốt cho chị hai màu rồi nha chị Loan Phạm. Mi Tâm Trần Lệ Quyên đỏ, Trinh Nguyễn Lệ Quyên đen, Thủy Thủy Lệ Quyên đỏ. Cẩm Nguyễn Lệ Quyên đỏ, Nguyễn Tâm Lệ Quyên xanh, Trương Hành Lệ Quyên xanh, Tùng Khanh Lệ Quyên đỏ. Giá chỉ có 100 nghìn một áo thôi các chị ơi. Giá em bán có 100 nghìn một áo. Và ba màu này là ba màu em thấy là xuất sắc nhất. Nguyễn Trinh Lệ Quyên xanh và đen. Em có tổng là ba màu. Bên xanh có khúc 2m7 và bên đỏ có khúc 3m7. Ngọc Đỗ Bích Lệ Quyên xanh đỏ đen. Lệ Quyên xanh em có khúc 2m7 và đen em có khúc 3m7. Chị nào lấy thì comment giúp em ạ. Anna Quỳnh Lệ Quyên đỏ, Ngựa Con Lệ Quyên xanh, Trần Bích Chi Lệ Quyên xanh, Trâm Anh Lệ Quyên đen. Các chị có chỗ thoải mái này thì em không có thiếu bất cứ một ai mua bất cứ một mét nào hết. Tại vì mấy cái hè này em đầu tư nhiều lắm các chị. Nên vì chỉ vì như thế nên tối nay mới xuất hiện. Ngọc Đỗ Bích Lệ Quyên xanh 2m7, Đỗ Văn Hà Lệ Quyên đỏ. Dạ em bán 100 ngàn một áo thôi các chị ơi. Vải có độ co thì em 4 chiều không cần phải lo các chị nha. Ồ, nó xinh. Hồng Tà Lệ Quyên đen. Xinh lắm luôn đó các chị ơi. Màu này các chị chốt cho em là đỏ đô nha các chị nha. Đỏ đô, vải có độ co giãn nha các chị nhá. Nếu mà mấy cái này nè mà các chị may áo dài, các chị may cổ thuyền đó là cái hoa này nó sẽ bớt đi, nó làm nói chung là nó bờ dễ thương lắm. Giá 100 ngàn một áo nha. Chị nào lấy thì các chị chốt đỏ đô cho em. Ở ngoài của nó màu là đỏ đô nha các chị nha, không phải đỏ tươi nha. Đỏ đô, hai dây rơi dễ thương cực kỳ. Hoàng Nguyễn Mai Vi đỏ đô hai áo, Chi Lê đỏ đô, Phương Loan đỏ đô. Đỏ đô giống quần của em này. Đỏ đô nha, không phải đỏ tươi nha. Ngọc Đỗ Bích đỏ đô, Mai Trần đỏ đô, Hiu Hiu đỏ đô. Chị nào lấy thì các chị chốt đỏ đô cho em. Chia sẻ livestream cho em với. Hai Lê La Đỗ đỏ đô, Hiền Trương đỏ đô, Nguyễn Trang đỏ đô, Hồ Lý hai áo đỏ đô. Minh Thu đỏ đô, Nga Nguyên đỏ đô. Yến Lê đỏ đô, Hiền Ngô đỏ đô, BT Hô đỏ đô. Bộ này mặc trắng ghê lắm các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt đỏ đô cho em nha. Giá 100 ngàn một áo thôi các chị ơi. Vải có độ co giãn nha. Là mẫu này là mẫu em mới đăng trên tường Facebook này mấy chế ơi, nhanh lên. Thanh Dương đỏ đô, Kim Phượng 4 áo đỏ đô, Siêu Diamond đỏ tươi em còn nha chị Thu Vân, Nguyễn Kim đỏ đô. Này mấy tưởng mấy chị tưởng lụa cao cấp hả? Có 100 ngàn áo mà nó đẹp vậy đó. Có vội. Chiều này em phải vội vàng vàng em về nhé hả? Em chốt đơn cho các chị thêm mỗi màu vài cây để dành bán các chị ơi. Ôi, đẹp như này.
trăm mấy luôn. Giá 100.000 một áo nha chị ơi. Sao kỳ lạ vậy ta? Quần áo thì mình cũng nó có rộng mênh mông bát ghét thì mình chè. Chị nào lấy thì các chị chốt vàng đồng cho em nhá. Ok chị Lê Thị Ngọc Hà. Vàng đồng các chị ơi, vàng đồng. Mi kim đỏ đô, bếp phở một áo đen hồng, An Thiên đỏ đô, Phạm Thanh Hà đỏ đô, Ngọc Hà Trần đỏ đô, Dung Mỹ vàng đồng. Em không cắt lẻ 3 mét nha chị. Nguyễn Lan vàng đồng, Anh Dương Nguyên vàng đồng, Mùi Phí một áo đỏ đô, Rosie Nguyễn vàng đồng, Lên Phạm vàng đồng, Trần Lan vàng đồng, Ngọc Ánh vàng đồng, Nguyễn Hân vàng đồng, Mai Trần vàng đồng. Ngọc Đỗ Bích vàng đồng, Trần Thị Bích Kiều vàng đồng. Em lên tháng 6 rồi, cho mấy đứa này nó ngồi nó co ro cũng thế mà mình bị nóng. Dương Nguyễn vàng đồng, Kim Phụng vàng đồng, Giang Lê hai áo vàng đồng. Như Lê vàng đồng, Phương Nghi đỏ đô. Vàng đồng các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt vàng đồng cho em nha. Giá 100 nghìn một áo thôi các chị. Nhận ở ngoài thì khúc khách cái hàng cao cấp luôn. Vàng đồng có khúc 2 mét xa. Phải nói là rất xuất sắc luôn, chứ không phải xuất sắc vừa nữa đâu các chị. Chị nào lấy thì các chị chốt vàng đồng cho em. Giá 100 nghìn một áo thôi các chị ơi. Vàng có độ co giãn. Duyên Anh Phan vàng đồng, Giang Đinh Đinh vàng đồng, Sadamit vàng đồng. Phương Loan vàng đồng. Còn nha. Mẫu này các chị chốt cho em này. Trúc Kim vàng đồng. Vàng đồng em có khúc 2m3 đó các chị. Mẫu này các chị chốt cho em là da. Đầu like bán mấy cái này cho các chị chốt đi. Đầu tí cứ bán hàng thiết kế các chị ơi. Hàng thiết kế tính nhiều lắm luôn á. Thanh Dương vàng đồng. Dễ thương. Đơn hôm qua bên em đang chốt nha các chị. Da nha, chị nào lấy thì các chị chốt da cho em. Cái này nó phè ra hơi này, nó phải hơi lạnh nhưng mà gọi là hơi để sưởi ấm. Da nha, chị nào lấy thì các chị chốt da cho em. Giá 100 ngàn một áo thôi các chị ơi. Dung Mỹ da đẹp lắm luôn á. Hồng Lý da, Trần Vui một áo vàng đồng, Vân Trần da. Da các chị ơi, chị nào lấy chị Phương Nguyễn da. Phùng Ninh Trinh da, Ngọc Đỗ Bích da. Dê yeah, nha, chị nào lấy thì các chị chốt dê cho em kiếm. Sâm Nguyễn Vân da, Ngang Nguyễn da, Dung Nguyễn da, Nguyễn Huyền da, Thúy Trần da, Minh Hứa da. Bài đó chị, cho ba đó hả? Loan Phạm da. Ủa, cái này lụa vải sâu. Cái này với lại em lấy cái tí thủy sáng rồi. Cái này mà không may thì tiếc lắm rồi. Bộ mẫu mặc bên em hết rồi nha các chị. Quang Khánh da 150 ngàn một áo các chị ơi. 150 ngàn một áo nha. Chứ phải là lụa vải
trâu mềm mượt có độ co giãn 4 chiều nha các chị. Ngọc đổ bếp vàng đồng vào da. Để lại cái mai mặc quần đen. Phạm Thị Thúy da. Mẫu này các chị chốt cho em là... Ủa chưa có mã số nhở? Trời ơi, từ nãy giờ ngẩn thật đấy chứ. B249 các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt B249 cho em. Giá là 150 ngàn một áo nha. 150 ngàn một áo. Phạm Hà vàng đồng 2m3. Đừng có để cho em mặc các chị ơi, để cho em mặc là không còn đâu. Vì đây, mấy cái chất hàng này đó, không phải lúc nào có sẵn để mua đâu. Hàng in thì có thể là lúc nào mua cũng có sẵn, nhưng có những cái này có lúc cần mua không có hàng để mua đâu. Salamis B249 2 áo, Trúc Kim B249, Phương Loan B249, Giang Lê 2 áo B249, Châu Tuy Nguyễn 2 áo B249, Hồng Hà Phạm B249, Hoàng Yến B249, Ánh Dương Nguyên B249, Trần Lan B249, Mai Thảo Đoàn B249, Cẩm Nhung B249, Mỹ Hàng Tô B249, Ngọc Anh B249, Thu Dương B249, Bạch Tuyết B249, Hoàng Nguyễn B249, Nguyễn Hân B249, Phan Như Hảo B249, Trần Phương B249, Tuyết Trương Thi B249, Nguyễn Hoa B249, Thục Ninh Trinh B249, La Bạch B249, Phúc Ngọc Nguyễn B249, Anh Nguyên B249, Phạm Cương B249, Nguyễn Văn B249, Nguyễn Thuận B249, Minh Đức B249, Dương Nguyễn B249, Bích Ngọc Trần B249, Bích Thi B249, Hồng Vân Nguyễn B249, Cẩm Tú B249, Hoa Đồng Tiền B249, Mimon B249, Saramis B249, thêm 2 áo nữa nè, thêm 1 áo nữa là 3. Vân Trần B249, Ánh Nhung Nguyễn B249, Nguyễn Như Yến B249, Nguyễn Thị Thiên Nga B249, Lê Thị Hồng B249, Thủy Thủy B249, Mai Trần B249, Hoài Phương B249. Cực kỳ đẹp luôn nha các chị nhá. Quang Khánh B249, Saramis thêm 2 áo nữa, tất cả là 5 áo. Anh Nguyên B249 2 áo. Mẫu này giá hơi cao một chút xíu nhưng bảo đảm các chị nhận các chị không bao giờ thất vọng. 180.000 một áo. Sàng lắm. Em cũng để lại cái mày. Còn cái này em mê lắm. Còn 37 áo mà. Liên Hoàng B249, Tâm Phạm B249, Sương Thu B249, Cẩm Tú B249, Tư Lê B249, Nguyễn Lan B249, Tuyết Nguyên B249, Phạm Thị Thúy B249, Vân Đảo B249, Nguyễn Thu B249, Kim Liên Nguyên B249, Chu Thị Hân B249, Rosie Nguyễn thêm 1 áo B249. Hồi nãy chị nói cái này giá 150. Cái này 150 đấy, 180. Em giật mình giật khoảng. Giá 150 này giá cao lắm. Mà có đúng một cây một duy nhất luôn. Nguyễn Lan B184. Winnie Nguyễn B184, Chi Lê B184, Thiên Lan Nguyễn B184, Trúc Kim B184, Trần Lan B184. Đỗ Phương B184, Gia Hân Huỳnh Phạm B184, Nguyễn Hân B184. Quỳnh Anh B184, Phương Ly B184, Hoa Thông B184. Các chị ơi, cái này là các chị may mà các chị sang hai cặp tay một lúc như vậy luôn, là các chị mặc cùng tông quần cho em luôn, thì các chị nhớ mua cho em là 2 mét nha. Đẹp lắm các chị, đẹp không đụng hàng luôn.
may vải mà không mát, không đẹp, không có độ co giãn, các chị khỏi cần trả tiền cho tôi luôn. Ngọc Anh B184. Phạm Cương B184, Numi B184, Kim Đỗ B184, Hồng Hạc Phạm Thị B184, Rosy Nguyễn B184, Ngọc Anh B184, Bích Thi B184, Ánh Như Nguyễn B184, Anh Trúc Lương B184, Trần Bích Chi B184, Thanh Dư B184, Trần Phương B184, Nan Chi Mai Thị B184, Nguyễn Điệp B184, Ngọc Lý B184, Phạm Thị Thúy B184. Giá là 180.000 thôi các chị ơi. Giá 180.000 thôi. Hai cho em hai cặp tay nha. Mi Lê B184, Hà Cao B184, Nguyễn Đàm B184, Trúc Đỗ B184, Thanh Dư B184, Lan Nguyễn B184, Saramit thêm 2 áo B184, Hạt Bùi Nguyên B184. Ninh Mộc B184. Chi Lê Lê B249. Thùy Linh B249. Nguyễn Thuận B249. Lan Anh Nguyễn B184. La Bạch B184. Thoan Lê B184. Kim Hương B184. Khuyên Đinh B184. Trần Thanh Hương B184. Thư Thư B184. Hương Đặng B184. Oanh Nguyễn B184. Chị nào lấy thì các chị chốt B184. Đúng ra là cái mình hàng lập thể này là các chị làm nó bằng với lại cái hàng này là. Nhưng mà tối nay em tính các chị giá 150. Như Nguyễn B184. Đình Sơn B184. Đây là chất vải lụa Hồng Kông của em, mắc tiền hơn lụa Mã Châu các chị ơi. Mà em tính các chị đúng giá 150. Nguyễn Như Yến B184. Kim Phụng B184, Bé Móm B184. B184 em có khúc 3m, chị nào lấy thì comment giúp em ạ. Giá tính 150.000 một áo thôi. Phạm Vân B184. Đây là chất vải lụa Hồng Kông của em đó các chị, giá cao lắm luôn mà em vẫn tính các chị bằng với lụa Mã Châu nha. Giá 150.000 một áo các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt B169 cho em nhé các chị nhé. B169 giá 150. Ôi mà có đồ co giãn đẹp lắm. Trúc Kim B169, Rosy Nguyễn B169, Giang Lê Ba Áo B169, Dương Mỹ B169, Mimon B169, Trần Lan B169, Tony Phạm B169, Cindy Phạm B169, Tương Thu B169, Phương Thúy Trần B169, Lan Anh Nguyễn B169, Nguyễn Thu B169, Rosy Nguyễn thêm một áo B169, Anh Nguyên 2 áo B169, Vân Anh Hoàng 2 áo B169, Chu Thị Hân B169. Kim Phụng B169, Lan Nguyễn B169, Kim Hương B169, My Kim B169, Phan Thị Tràng B169, Thủy Linh B169, Trinh Bùi B169, Nguyễn Sương B169, Nguyễn Thuận B169, Nguyễn Thủy B169, Gia Hân Huỳnh Phạm B169, Hoài Phương B169, Bích Thi B169, Tùng Khanh B169, Hoàng Yến B169, Thành Vũ Thi B169, Nguyễn Nhung B169, Thanh Lê Thanh B169, Hải Hà B169, Phan Như Hảo B169, Mưa Dương B169, Ninh Mừng B169, Trần Thảo B169, Chợ Hai Xóm Chợ, Chị Hai Xóm Chợ B169. Chợ Hai Xóm Chợ. Kim Liên B169, Thanh Mai Nguyễn B169,
Tuyết Trương thi B169 nó chạy như trực thăng này, em không kịp đỡ. Nga Phạm B169. Cái này còn mình nữa mà. Hay là có mình nữa. Nguyễn Sương B184 khúc 3m. Anh Nguyên B169, Mai Trần B169, Phương Loan B169, nhà Mai Triều Lý B169. Đoàn Thị Thu B169. Cái này dư đúng không? Thì tiến B169, các chị khách mới vui lòng comment giúp em cho em xin số điện thoại nha các chị ơi. Các chị ơi, công sĩ chưa và sang chưa. Nguyễn Lan B169. Giá 150.000 một áo nha các chị nha, chắc phải là luôn. Em còn cái phần này chắc được cỡ khoảng 30 áo nữa. Nhận mà không đẹp mặt rồi, xỉn cho tí đi. Siêu xuất sắc. 150.000 một áo. Lê Thị Mỹ Duyên B169, Dương Mỹ số điện thoại. B083 các chị ơi. Trương Thu số điện thoại. B083. Trần Thi B169. Giá chỉ có 150.000 một áo thôi các chị. Vải này nếu mà chị nào may mà bị trùng xước đường chỉ cứ may sang mặt rồi em lấy lại khoản tiền này. B083 nha các chị. Trương Lê B083. Cùng 150 rồi chị. 150. Quỳnh Mai B083, Nguyễn Lan B083, Mùi Phí B083, Mimon B083, Trần Phượng B083, Trương Hạnh B169, Hồng Hà Phạm số điện thoại. Ceramic 5 áo B083. Ngọc Anh B083. Chia sẻ livestream cho em với các chị ơi, tương tác giúp em với nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt B083. Hằng Nguyên B083. Dạ em tin các chị có 150 từ đấy. Không hơn đâu, bán số lượng nhiều chứ không có lời. Tư Lê B083, Loan Nguyễn B083, Khuyên Đinh B083, Nguyễn Hân B083. 4 áo và 1 khúc 3m là hết. Còn 3 áo. 3 áo hả? 6 áo. Ok. Rồi bây giờ mẫu này nha, vừa bán vừa tri ân cho các chị kèm điều kiện đúng 1 giây chia sẻ. Mưa Dương B083, Trúc Ngô B083. B083 em có 1 khúc 3m, chị nào lấy thì comment giúp em ạ. Cũng là chất vải lụa Mãi Châu luôn. Giá ai cũng phải bán từ 150, 140 là rẻ nhất rồi các chị. Riêng cái mã này em tri ân cho các chị giá chỉ có 120 thôi. Ai nhanh còn chậm hết nhưng kèm điều kiện phải chia sẻ livestream cho em nhá. Không chia sẻ livestream cho em là Trâm Nguyễn Anh 3m B083 nha. Không chia sẻ livestream cho em là không được chốt đơn. Đáng chịu. Tính các chị giá 120 thôi. Nhanh gọn lẹ thôi. Cho nó nhanh gọn lẹ thôi. Còn đâu? Còn bực này nữa, một bực này dồn hết rồi đúng không? Ok. Trời đất ơi, quần áo sao mặc nó cứ tụt lút đi trời. Cái này các chị may nha, áo dài nè, đầm nè, các chị nhìn thấy hai cái cặp tay em để hai cái tay đen này không? Đấy, mặc quần trắng vô là hơi bị dễ thương luôn. Ủa chưa có mẻ hả? B256 các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt B256 cho em. Xin lỗi chứ chị rất là nhiều khi em cũng ngáo ngáo á các chị. Em thì đứng đợi chị thì đứng đợi em.
B256 nha các chị nha. Giá tính 120 thôi cho nó vui, lâu lâu mình cũng phải đồng bữa chứ không có tiền gọi không chị đâu nha. Nè ngó trên kia thử coi có phải nó không, chị thấy nó linh đây à. Hồng Hạnh Trần B256, Trúc Kim B256, Đỗ Thị Hằng B256, Bùi Thị Kim Loan B256, Rosie Nguyễn B256, Hằng Linh B256, Kim Chi Lê B256, Nguyễn Lan B256, Emmy Hoàng B256, Giang Lê Ba Áo B256, Kim Đỗ B256, Ngọc Anh B256, Diễm Nguyễn B256, Sarah Mít 6 Áo B256, Hạnh Đoàn B256, Mùi Phí B256, Vân Nguyễn B256, Lê Thị Mỹ Duyên B256, Trần Lan B256, Phạm Thị Thúy B256, My Kim B256, Trần Phương B256, Tâm My Nương 2 Áo B256, Trần Mai Lan B256, Sương Phan B256, Linh Phạm B256, Ly Dậu B256, Mưa Dương B256, Trâm Anh B256, My Mon B256, Hạnh Đỗ B256, Rosie Nguyễn thêm 1 Áo B256. Nguyễn Thị Kim Hồng B256, Trúc Ngô B256. Chia sẻ livestream cho em với các chị ơi, tương tác giúp em với các chị nha. Sarah Mít thêm 3 áo B256, Tùng Khanh B256. 4 áo nữa không ạ? Rồi, cái này là phải đủ xeo các chị 80 ngàn. B256 em có 1 khúc 2m5 và 1 khúc 3m5, chị nào lấy thì comment giúp em ạ. Đây là chất phải đủ nha, em xeo các chị 80 ngàn. Chị nào lấy thì các chị chốt số 80 cho em. Nguyễn Như Yến B256, Nhà Nguyên B256. Lấy cho chị B256 em chỉ còn 1 khúc 2m5 và 1 khúc 3m. Chị nào lấy comment giúp em. Bi đen trắng mẫu mặc bên em hết rồi nha các chị. Đây là chiếc vải đúng cho em. Chị nào lấy thì các chị chốt số 80 cho em và cũng là 80 ngàn một áo luôn. Màu này có giống màu đó. Cái mẫu này với mẫu đây giống nhau. 80 nha các chị nha. Nguyễn Tân 80, Nguyễn Thị Kim Nguyệt 80. Rosie Nguyễn 80 2 áo. Hành Đỗ 80. Tâm My Lương 80. Ngọc Đỗ Bích 80 2 áo. Nguyễn Liên 80. Hoàng Đen 80. Ok chị Bùi Thị Kim Loan đổ khúc 2m5. Chu Thị Hân 80. Thúy Trần 80. 80 còn phải Hải Hà 80. Chị có nhận ra vải này là vải gì không các chị? Vải này giờ đang là hot kit này các chị nào. Em bán giá 200 ngàn một áo. Bây giờ em sẽ sell luôn. Trần Thị Phương 80. Giá còn 150 ngàn một áo. Chắc phải là lụa này im như các chị. Đưa sang luôn. Không xù sức đường chỉ nhá. Giá 150 ngàn một áo. B003 các chị. Trời ơi em có may một cái nữa mà thợ may nó gieo lâu quá, cho đến lúc em mặc cái là nó không còn, nó gọi là hàng cổ ấy, nó gọi là hàng bị cổ ấy. Chắc sáng mai phải chạy vô công viên cho nó đo mà có cái bộ cái học của nó nó cứ tụt như vậy. Bực mơn quần với áo mà cầm mà kéo rồi này chị, mới may sao tức tình.
Rosie Nguyễn B003, Linh Phạm B003, Ánh Dương Nguyên 3 áo B003, Trần Mai Lan B003, Sarah Mít 2 áo B003, Nguyễn Lan B003, Hào Dương B003. Trời ơi, quần cái áo mặc gì đâu mà mới may trăm cái kiểu. Trời ơi, nó rộng nè. Quần này các chị, quần mặc kiểu như vậy. Tâm Mi Lương 2 áo B003. Giá sale còn có 150.000 một áo thôi các chị ơi. Phạm 18, Phạm 10 80. May mới á chị, mới may xong tức thì, vừa mới đưa ra xong tức thì luôn. Không hơn không kém luôn ấy, chứ không phải là gì, mới may xong cái quần lúc chắc khoảng chừng 6 giờ mấy 7 giờ á. Ôi trên ơi. 10B003. Rồi thêm một em hot tip này cho các chị, không có làm các chị nhé. Nâu còn nhiều nhất luôn đó các chị. Chấm bi á các chị ơi, nâu còn nhiều nhất luôn á. Ừ em mà thấy mà cứ còn hàng nhiều một cái mà em mời các chị nhất định không mua đi này, em đi bay liền á. Em nói chứ là nhà em có lụa rép màu nâu đen hơi bị xinh luôn. Trời ơi, cuộc đời nở hoa hay cuộc sống tây tắc không biết luôn. Giá 100.000 một áo nha các chị ơi, bán cho em là mí. Bắn cho em là nhí nha các chị nha, nhí giá 100. Nhí sắc nhí. Như à, như đây bỏ đây chị cắt đi. Cắt đi mai mốt mặc cái thằng đồ hàng hiếm. Nhí nha các chị nha, chị nào lấy thì các chị chốt nhí cho em. Nó vậy thôi chứ mua nó có giới hạn chứ đúng không các chị? Mua thì nó có giới hạn thôi chứ đúng không? Trần Thị Bích Kiều nhí. Nhí, chị nào lấy thì các chị chốt nhí cho em. Cái màu nâu ấy, chị màu nâu đen đấy, các chị pha hai cặp tay đen nha. Mặc quần màu nâu cùng xong đấy luôn. Hoặc chị nào mà kè có quần kem trắng sẵn rồi, trời ơi, mặc vô không đẹp mà không mấy tiền luôn đó. Màu nâu Nguyễn ấy. Như Ý nhí, Cẩm Nhung nhí, Nguyễn Hoa ba áo nhí, Hào Dương nhí. Nam Phi nhỉ? Nhí các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt nhí cho em. Giá 100.000 một áo 2m khổ 1m6 nha các chị nha. Còn ai lấy thì các chị chốt nhí cho em. Ngọc Đỗ Bích nhí. Rồi em bỏ cái hàng mắc tiền này lên đây. Bỏ đúng hàng này thôi. 250.000 một áo. Hàng này là hàng độc và hiếm luôn, cho các chị đi kiếm không có bao giờ có ai có luôn. Tâm Mi Lương nhỉ? Mày mang đây cho chị, mày mang cho chị một áo chấm bi màu nâu, chị dùng mới chỉ thôi. Không dùng được mày để đây cho chị luôn đi, mai đưa cho chị. Lan Trần nhỉ? Luôn đi, Nguyễn Hương nhỉ? Chu Thị Hân nhỉ? Rồi cái mẫu này em về nhà em cứ đắn đo suy nghĩ mãi em có may không. Tại vì bây giờ em may xong rồi, em mặc lên không có hàng để bán, các chị lại bảo chứ vậy thì đừng mặc làm gì. Đấy, 4 ngày nay, 2 ngày nay em bị mắng hoài ví dụ đấy rồi. Trời ơi nó đẹp, 250.000 một áo nha các chị ơi. Sàng lắm luôn. Chất vải thì thôi khỏi cần phải bàn luôn đi. Tuyệt, cầm cái là đúng chất lượng luôn, phải nói là chất lượng, không có được cái loại vải thì có thể so sánh được luôn. 250 nha các chị nha, chị nào lấy thì các chị chốt số 250 cho em và cũng là 250.000 một áo luôn nè. Kết của nãy nhiều màu nâu này hơi bị dễ thương luôn, mà cái lụa rết thì em cái màu nó giống như trang luôn á,
mặc nguyên một bộ luôn. Chị nào lấy 250 thì các chị chốt số 250 cho em nhá. Giá 250.000 một áo nha các chị nhá. Vân Trần 250, Rosie Nguyễn 2 áo vậy. Rosie Nguyễn 2 áo 250, Nguyễn Như Yến 250, Trúc Kim 250, Tâm My Nương 2 áo 250, Sen Lê 250, Khuyên Đinh 250, Mùi Phí 250, Thoan Lê 250, Chiến Tâm 250, Hiền Vũ 250, Hằng Đi 250, Ni Dâu 250, Tư Lê 250, Long Đồng 250, Đàn Trọng Nguyên 250, Linh Phong 250, Milo Trần 250. Cho em xin số điện thoại nha các chị, khách mới vui lòng comment giúp em, cho em xin số điện thoại nha các chị ơi. Quang Khánh 250, Sen Lê 250 2 áo, Saramid 250, giá 250.000 mấy cái áo nâu đây. Mấy chị nào mà lấy chấm đi nâu rồi thì các chị đừng lấy nha. Còn nếu các chị nào chưa lấy Quỳnh Chi 250, em không có được các chị dở đâu. Em không bây giờ thì ai dở cái gì đâu, nó thiệt. Tony Phan 2 áo 250, Moni chờ số điện thoại. Hôm nay các chị đắm cho em là bi nâu nha. Ngọc còn, Hà Trần bi nâu. Còn trong line này thì em tính các chị giá 140, chứ còn các chị mua sau mấy bạn tính các chị giá 150 hết. Nguyễn Dung 250, Kim Hoàng 250, Võ Duy Chi 250, Đàn Trọng Nguyên 250, Xuân Lê 250, Ninh Phạm bi nâu, Trương Lê bi nâu, Ánh Nhung Tuyết bi nâu. Giá 140.000 một áo cho các chị nha, phải có độ co giãn và đặc biệt nữa. Rosie Nguyễn bi nâu, Nga Vũ bi nâu, Ninh Mừng bi nâu, Lan Nguyễn bi nâu, Dung Mỹ bi nâu, Thi Hiền Trân bi nâu, Phạm Thị Thúy bi nâu, Trần Mai Nan bi nâu. Tâm My Nương 3 áo bi nâu, mặc màu nâu không bao giờ sợ giá. Trần Lan bi nâu, Ánh Dương Nguyên bi nâu, Nông Đầu bi nâu, Phương Ngọc bi nâu, Linh Thủy 250. Giá là 140.000 một áo của các chị ơi. Giá 140.000 một áo nha. Chị nào còn nhu cầu mua màu gì nữa không? Như màu mẫn nha, mình còn màu búa không? Phương Ngọc bi nâu, Thúy Nguyễn bi nâu, Numi bi nâu. Bi nâu em có khúc 2m6 kìa các chị. Em có khúc 2m6, chị nào muốn may đầm hay gì mà muốn hơn vài thì các chị lấy khúc 2m6 nha. Và màu này thì các chị đắm cho em là bi búa cho các chị nha. Em đào đào các chị không bao giờ thất vọng. Kim Liên bi nâu, Trinh Trần bi nâu, Nga Đảm bi nâu. Lan Nguyên bi nâu, nhà Mai Triều Lý bi nâu. Bi nâu em có khúc 2m6 và một khúc 3m3, chị nào lấy thì comment giúp em ạ. Cái màu rút các chị nhìn thấy chưa? Và vải này á, nếu mà chị nào may mà trù suốt đường chỉ và lên form mà cho dù may lên form áo dài hay đầm hay đồ bộ mà không đẹp lần sau thì mặc đúng nữa đâu nha. Đi rút nha, chị nào lấy thì các chị chốt đi rút cho em điểm là thay cái áo xanh á. Chủ yếu hôm nay là thay cái áo xanh chứ thật ra cái này may chơi cho vui chứ biết là cũng đâu còn đâu. Dung Nguyễn bi nâu, Nga Trần bi nâu,
này là thể theo lời yêu cầu của một cái chị kia. Chương Lê Bi Rút. Một cái live stream chúng là mới cũng hay mấy cái để cho nó có sinh động rồi. Okay. Thúy Trần Bi Nâu. Sinh động cho các chị xem, em chỉ sợ các chị bảo trời ơi tốn tiền quá thôi. 250 này, giá 250 luôn nha chị Tony Phạm. Tam Bi Lương ba áo Bi Rút. Quần em mặc là vải lụa tuệ sang đó các chị. Nguyễn Thắm Bi Nâu. Lan Nguyễn Bi Rút. Bi nâu em có khúc 2m6 và một khúc 3m3. Chị nào lấy thì comment giúp em bi nâu 2m6 hoặc 3m3 ạ. Còn chị nào có mua trắng bi mà thêm màu gì nữa thì em vẫn còn đủ màu mà. Có trừ có một màu đen trắng em mà nó không còn. Đố kiểu bi nâu 2m6. Nhàn Nguyên Bi Rút. Chốt đi các chị ơi. Trần Thị Bích Kiều Bi Nâu. Yến Ly Nguyễn Bi Rút. Lan Nguyễn Lan Bi Rút. Quỳnh Chi Bi Rút. Giang Lê hai áo Bi Rút. Bi Rút em có khúc 3m7. Chị nào lấy thì comment giúp em. Bi Nâu em còn khúc 3m3 à. Thế Lê Bi Rút. Nguyễn Trinh Bi Rút. Hanena Đỗ Bi Nâu. Lại. Gì? Bi Rút em chỉ còn một khúc 3m7 thôi. Chị nào lấy thì comment giúp em ạ. Hồng Châu Bi Nâu. Nga Vũ Bi Rút. Có bên không ạ? Có rồi, đúng rồi. Tao có men cái đúng ăn mày luôn ấy, đứng bé này một hồi mới chị bảo chú ơi, em mặc áo ngược quầy chết người luôn. Kim Anh Nguyễn Bi Nâu. Mẹ sáng cấp chưa mấy nước? Dạ sáng cấp chưa? Ủa đâu còn mà sao bảo hết rút Bi Rút mới hết. Cho thêm ở đây đi. Cái này còn biêu vừa đủ. Hồng Nhung Bi Nâu. Stream bằng vải thôi, thay vì đúng ra là mặc áo là sẽ bán nhiều tiền hơn, nhưng tính các chị giá cũng bằng luôn, 180.000 một áo nha các chị nha, 180.000 một loại áo chất vải là lụa vàng âm nha các chị ơi. Chốt cho em là xong nha. Xong nha. Quang Khánh 250 lấy thêm hai áo. Em Mỹ Hoàng Xanh Ngọc, Linh Phạm Xanh Ngọc, Lê Thị Mỹ Duyên Xanh Ngọc,
kêu chị. Mày kiếm có ra đâu tôi đi về rồi thì mai tính đi. Khang quay xanh ngọc. Lơ được đâu mà mình có thể lơ thôi, mình kiếm ở đâu vậy? Rồi cái này đó. Sarah biết xanh ngọc hai áo. Dạ để bên em kiểm tra đổ lại cho chị nha chị Trần Ánh. Chị nào lấy bảy áo mẫu mà comment giúp em xanh ngọc ạ? À? Thí Vũ xanh ngọc, Kim Hằng xanh ngọc. Các chị đợt này á. Phương Nguyên xanh ngọc. Phải này đẹp lắm. Kim Hương xanh ngọc. Đẹp lắm luôn á. Chắc phải đẹp nè. Em lựa cho các chị là cái nhà máy này họ in ấy. Cái mình hàng của họ từ đến cái bông hoa cho tới cái màu sắc nó rất là sắc nét, đẹp lắm luôn. Đây, Nguyễn Như Yến xanh ngọc, Hoa Đặng xanh ngọc. Rất là sắc nét luôn, nó không có. Nga Vũ xanh ngọc. Em cho các chị xem cái hoa văn của nó. Còn chị nào không thích màu em mặc, em có đủ màu mà. Em. Thanh Đinh xanh ngọc, Long Đồng xanh ngọc. Trẻ mà cũng được, lớn tuổi mà cũng được, đám cưới mà cũng được, đi lễ mà cũng ok. Nói chung là rất ok, nâu đen chứ không phải là nâu cà phê đấy đâu. Có một lần mà đợi mày phối phần thì mày bỏ qua luôn đi. Cảnh Lê xanh ngọc, Xuân Tuệ Lê xanh ngọc. Đây này, cứ cái dẹp như vậy này các chị đưa cho Nguyên nó. Mà căng thôi, em nói các chị là thôi. Các chị mặc không đẹp khỏi trả tiền cho mình luôn hè. Đẹp lắm luôn á, 180.000 một áo nha. 180.000 một áo, 250.000 một bộ nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt B135 cho em. Trúc Mai xanh ngọc. B135 nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt B135 cho em. Giá là 180-250 các chị ơi. Giá 180.000 một áo, 250.000 một bộ nha các chị. Chú cái hoa văn mà màu xanh đen sáng em mặc á, cứ mặc mấy cái này như vậy là nó may thì thôi. Bỏ cái mắt đi. Căng đầu căng đuôi, tao nói là các em nó nhỏ xíu luôn hả. Chị nào lấy thì các chị chốt B135 cho em nha các chị nha. Giá 180.000 một áo, 250.000 một bộ các tình yêu ơi. Tư Lê xanh ngọc. Trinh Bùi xanh ngọc. Cứ xanh ngọc mà không chịu B135 mà. Đấy. Ghim rồi đấy. Chị nào lấy thì các chị chốt B135 cho em. Giang Lê xanh ngọc. Chẳng qua là vì cái này là chúng em bán nhiều lắm luôn rồi. Này em đang mặc trên người em bán nhiều lắm luôn rồi. Em bán tính ra như vậy là chục mọc. Chị Thanh Đinh có xanh ngọc rồi nha chị. Em làm thì em cứ làm thôi. Một khi hết mọc thì em để dành làm cho các chị thôi chứ không. Tâm Mi Lương xanh ngọc. Áo mẫu mặc giá 180.000 một vải áo nha các chị. Chị nào lấy comment giúp em xanh ngọc hoặc áo mẫu mặc ạ? À? Nguyễn Như Yến B135. Hải Thủy B135. Ôi, chất tơ tầm. Lê Thi một áo 250. À, em xin lỗi, cái này không phải tơ tầm các chị ơi. Đây là chất phải lụa thiên trúc nha các chị nha. Một áo đúng không? Dạ, dạ. Với một cái 250. 200.000 một áo các chị ơi. 270.000 một bộ nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt B276 cho em. Chắc phải là lụa thiên trúc nha các chị ơi. Thiên trúc này cũng đang làm mưa làm gió đấy các chị. B276. Chị nào lấy thì các chị chốt B276 cho em. Giá là 200.000 một áo nha các chị nha. 200.000 một áo, 270.000 một bộ. Qua trời, qua đất. Chị nào lấy thì các chị chốt B276 cho em. Ceramic B276. Lắm. Đẹp và nó là sang lắm lắm luôn. Nó nhận ở ngoài là cái mình hàng nó phẳng lì không hề nhăn. Xin đi phạm B276.
chị nào lấy thì các chị chốt B276 cho em. Chưa nhiên một áo 250. Áo dài khai quế B276, bé Nguyễn B276. B276 các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt B276 cho em. Giá là 200.000 một áo, 270.000 một bộ. Nguyễn Hoa B276. Trần Lan một áo xanh ngọc, Thu Nguyễn B276. Sara mix thêm một áo B276, Sang Thu B276. Chị nào lấy thì các chị chốt B276 cho em. Giá 200.270 các chị ơi. Rồi, áo dài Huân Hải B276. Võ Tuyết một áo xanh ngọc, Phượng Hoàng B276, Tâm Mi Lương B276. Cái bình hàng này các chị mặc Yên Hùa một áo xanh ngọc, không có nhăn một tẹo nào luôn á. Chị nào lấy thì các chị chốt B276 cho em. Chất vải là lụa thiên trúc nha các chị ơi. Giá 200.270 nha. Hay nữa thì khóc. Linh Vũ Tiêu một áo, Linh Vũ Tiêu một áo xanh ngọc, Thân Thắng một áo xanh ngọc, dư một cái đi Vũ Tiêu sai giá. 180.000 một áo các chị ơi. Khang Quách B276. 180.000 một áo, 250.000 một bộ. Khuyên Đen B276, Lan Nguyễn B276. Gái Trương B276. Ba đúng không? Dạ. Nguyễn Thị Kim Yến vải áo mẫu mặc. Giá 180.000 một áo nha các chị nha. 250.000 một bộ. Chị nào lấy thì các chị chốt B199 cho em. Cái này chẳng cần phải may cầu kỳ màu mè gì đâu. Không có cần phải cắt tân, cắt gì, cắt điệu. Nguyễn Hường B276. B199 nha các chị nha. Thì nào lấy thì các chị chốt B199 cho em. Giá là 180.000 một áo, 250.000 một bộ các chị ơi. Quá đẹp luôn. Nga Nguyễn một áo xanh ngọc, Nguyễn Hoa một áo xanh ngọc. Vài áo em mặc giá 180, em tính các chị bằng với giá em đang bán phải này luôn á. B199 thì nào lấy thì các chị chốt B199 cho em. Chi Lê B199, Rosie Nguyễn B199, Thi Nữ Chu vải áo mẫu mặc, Khang Quách B199, Thân Thắng vải áo mẫu mặc. B199 nha các chị nha. Thì nào lấy thì các chị chốt B199 cho em. 180.000 một áo, 250.000 một bộ. Sáng nay hạt nó chưa xếp mà em bảo quá. Huệ Trần vải áo mẫu mặc. Vải áo em mặc giá 180. Cho chị cái màu trắng luôn. Trang Phạm. Trang Phạm vải áo mẫu mặc, Chi Nguyên vải áo mẫu mặc, Ceramic B199. Cái này mai ấy, có một cái quần màu hồng ánh sen thơm tươi và cho chị một chuẩn không cần phải chỉnh nữa. Nga Phạm vải áo mẫu mặc, Phương Loan vải áo mẫu mặc. Vải áo mẫu mặc giá 180.000 một vải áo nha chị. Vải áo mẫu mặc bên em còn thì nào cần lấy comment giúp em vải áo mẫu mặc ạ. À? Cỏ lá vải áo mẫu mặc. $200.000 một áo, 270.000 một bộ các chị ơi. Vân Thanh vải áo mẫu mặc, chị Sori. Đúng rồi, mấy cái này chị Rosy có B199 rồi nha chị. Cắt điệu đi cho các chút xíu là mặc quần đỏ tươi, đỏ đô vô là đẹp lắm. Nếu mà chị mà mặc thì cũng mặc vậy, chứ chị không mặc quần sáng thì quá bình thường. B228 nha các chị nha. Thì nào lấy thì các chị chốt B228 cho em. Giá là 200.000 một áo, 270.000 một bộ các chị ơi. Cái này
là dạng như tôi tặng. Sarah biết 2 áo B288. Mai soạn hàng cái Facebook Sarah biết bỏ riêng thôi cho chị làm hàng cần nhất. Nếu em mặc á là em không bao giờ mặc với quần đen với quần xám như vậy, nó rất là bình thường. Các chị em mà mặc là một là em mặc quần màu đỏ đô, hai là em mặc với lại quần màu hồng cánh sen hoặc là màu vàng đồng đậm, những cái màu hồng tông và tay tay á, thế em mặc quần xám. Còn phố cho các chị thì tụi em cứ phố như vậy để cho các chị nhìn cho nó dễ thôi. Kim Liên B228, Tâm My Lương B228, Kiều Thu Nguyễn B228, Nguyễn Hoa B228, sang lắm ấy, Kim Loan Kim B228, Siêu Tan B228. Bông Bi Trần B228, Khang Quách B228, Phạm Thảo B228, Lê Thị Mỹ Duyên B228, Huyền Anh B228. Còn hai chị nào lấy thì các chị Kim Liên vải áo mẫu mặc, Lê Vi vải áo mẫu mặc, Anh Trúc Lương vải áo mẫu mặc, Ngọc Anh Trần vải áo mẫu mặc, Nguyễn Uyên B228, Hoa Kim B228 nữa là hết. Em có cái mẫu này này các chị này, nhưng mà cái chất này á, các chị đã từng mặc rồi thì các chị sẽ biết. Em đang tính chờ để em may em mặc, em bán cho các chị, nhưng mà chất này các chị đã mặc rồi, cho nên em giới thiệu cho các chị sơ thôi. Và em làm đa số chỉ có nền trắng là nhiều nhất nha. Ngọc Hồng vải áo mẫu mặc, đây là chất vải lụa Tây Đô các chị ơi, giá 250.000 một tháng. Vải áo mẫu mặc giá 180.000 một vải áo nha chị. Cực kỳ mặc không khác gì tơ tằm. Không sang không đẹp là ông lấy tiền luôn. Trời ơi. Đây là chất vải lụa Tây Đô nha các chị nha. Các chị mua vải trơn không á là đã là 180.000 một áo thôi. Là hàng này của nhà máy này họ làm giá rất là cao, nhưng mà cái hoa văn và cái thiết kế của họ rất đẹp và rất sang luôn nhá. Giá là 250.000 một áo. Em làm ít lắm, mỗi màu em làm cho các chị 5-10 cái bán cho nó có vải này vải kia cho các chị thôi. Tại vì với thời điểm này mà em bán mấy giá này em bị mất tiếng, bán mắt á. B144 các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt B144 cho em. Giá 250.000 một áo nha. Chất vải là lụa Tây Đô. Lụa Tây Đô các chị đã mua rồi. Ok chị cả lên. Cho đến bây giờ ai cũng phải mua với giá gọi là người ta có sale, các chị gọi là sale bèo lắm, cũng phải từ 150, 160, 170, chứ không ai sale 100.000 cái đâu các chị. 100.000 cái là mai cái nhà đấy nó bay mấy hồi luôn á. Chị Tuyết vải áo mẫu mặc B144 nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt B144. Sarah mới thay áo B144. Đinh Thị Mai Nga B144, Minh Anh Viên B144, Nguyên Phan B144, Nguyễn Sơ vải áo mẫu mặc, đúng chất vải lụa Tây Đô luôn nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt B144 cho em. Ai mà là tín đồ của lụa Tây Đô thì các chị đã từng mặc rồi thì các chị sẽ biết tới chất này. Hải Thủy B144, Mười Võ B144, Khang Quách B144, Lưu Mỹ Phúc B144, Huyền Phan B144, Ái Loan Kiều B144, Hoàng Nguyễn Mai Vi B144 nữa là hết. Đến thử dùng chị coi đủ. Bùi Võ số điện thoại bỏ vô luôn. Vào đâu? B144 em hết rồi nha các chị ơi. Lúc em làm nhà máy nó còn vàng, cái tàu đứng làm tú ơi, giá cao nó tàu không. Đối với em 200 mấy chục ngàn, khách thì em chả là nghĩa lý gì. Các chị dám bỏ tiền ra mua nhà em áo 30 mấy thì 200 mấy chục ngàn chả là nghĩa lý gì hết. Miễn sao chất vải ok, hoa văn quá đẹp thì các chị là cứ vậy là chuyển thôi. Biết má. Thôi, áo 30 mấy thì em có chị mua lần 10 cái luôn hết chứ. Không phải mua một cái đâu, 10 cái á.
đẹp kinh khủng luôn đó các chị. Sang lắm, 250 nha. Áo mẫu mặc bên em còn nha, chị nào lấy thì comment giúp em phải áo mẫu mặc ạ. À, mỏng bao cho các chị luôn. A không bông. Giá 180 ngàn một vải áo. B070 nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt B070 cho em. Chất vải là lụa Tây Đô. Khi mà cái nền các chị nhìn ở ngoài thì cái hoa này nó ẩn y như tơ tằm luôn nha. Và cái này cũng là một trong những danh sách mà cái hoa nó giống như là tơ tằm mẹ vẫn thường nói đó, là các chị đã mặc rồi đó. A070 các chị ơi, không lên được màu gì khác ngoài màu trắng. Có được 1-2 màu chọn cho các chị là đẹp thôi, còn không có lên được màu. Các chị ơi, em test xong em phải bớt đi mấy cái áo. Ceramic 2 áo A070, áo nan kiều A070, bùi phí A070. 180 ngàn, 250 ngàn một áo, 320 ngàn một bộ nha các chị nhé. Chị nào lấy thì các chị chốt A070 cho em. Đến thì mai thay vải áo mẫu mặc. Ở trong kia là mẫu gì các chị coi nè. Vân Nguyễn A070, Hồng Hành Trần A070, Anna Trương A070. Chắc phải là lụa Tây Đô nha các chị ơi. Lụa Tây Đô nha các chị nhé. Mà không nhăn, không nóng, không xù xước, form áo dài cực kỳ chuẩn luôn. Cái này là xử lý qua một lớp nhiệt, nhưng mà các chị cứ cầm với các chị so sánh với hàng trơn, không có khác một cái gì hết luôn nha. Không khác cái gì hết. Ngọc Bích Nguyên một vài áo mẫu mặc. Tâm Mi Nương A070, Hải Thủy A070, Lệ Châu A070, Vui Nguyễn Thi vải áo mẫu mặc. Tối em về em sẽ post hình cái hàng này lên trên Facebook cho các chị ngắm thực tế. Nếu mà chị nào đã mua những áo này rồi thì các chị lên đấy các chị nhìn cái hoa văn của nó cho nó rõ nét hơn nha. Nhà em có chụp hình cho các chị. Kiều Trần. Phương Vũ vải áo mẫu mặc. A023 nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt A023 cho em. Trần Thị Thanh Thúy vải áo mẫu mặc. Các chị ơi, các chị đừng có rời mắt khỏi màn hình nha. Em Sang Phạm hai áo A253. Đừng có rồi con mắt khỏi màn hình đó. A253 em có một khúc 1m7, chị nào lấy thì comment giúp em ạ.
023. Nguyên đi, Nguyễn B053, Hạnh Vân B053. B023 là cái vừa rồi. B023. Cái này. Đúng rồi chị. B053. Em đọc B023 không mà. 25324. Nhung vừa đọc là B02353 chứ không phải 23 đâu. Tới đâu rồi? 3 rồi. Nguyễn Thành Vân, Lan Hoa. Cẩm Nhung B023. Trần Thị Bích Kiều B253 khúc 1m7. Trang Phạm B023. Giá là 250 ngàn một áo, chứ phải là lụa Tây Đô nha các chị nha. Phải là lụa Tây Đô. 250 các chị ơi, 250, 320. Ngọc Anh Trần thêm một vải áo mẫu mặt. Hoàng Kim Hiền B023. Nhẹ lắm, cực kỳ mát luôn. Cái này em bao cho tất cả các chị mặc mùa hè ở ngoài khu vực miền Trung, với lại ngoài mà dạng như là nóng, mà nóng mùa hè mà đúng tháng 6 mà ra ngoài đường mà buổi trưa khoảng 12 giờ trưa nó là chừng 39 độ, mặc bao bao mát luôn. Còn mẫu này nữa là hết nha. Phan Thanh B023 mặc là bao mát luôn. 320 ngàn một áo, 320 ngàn một bộ các chị ơi, chắc phải là lụa Tây Đô nha các chị nhé. Giống áo của chị không? Đấy, thấy tua giống này. Chị Lan Hoa có B023 rồi nha chị. Chắc phải thế rồi các chị. B023 em không có khúc nào mét 7 đâu chị. Ôi là đẹp luôn, cái này chỉ cần mặc thêm cho em cái quần đen nữa thôi là chơi. Bỏ cái chân thì Bích Kiều nè. Nhưng mà chị nào mà có cái khúc mét 7 xuôi xuống như vậy này các chị này là đẹp lắm á. Tại vì hoa xuôi xuống em nhiều lắm rồi, cho nên em mới nói rồi nó may cho em là hoa dưới chân nữa, chứ nếu mà chị nào thích may xuôi đúng rồi là dễ thương lắm các chị. Giá là 250 ngàn. Anna Trương vải áo mẫu mặc B082, chắc phải là lụa Tây Đô nha các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt B082 cho em. Ở ngoài ấy, cái mình hàng của nó khi các chị mặc các cái hoa của nó ở là đậm giống, nói tóm lại là nó là dạng tơ tằm ấy. Gọi là chuẩn, không cần phải chuẩn. Hàng Vân B082, Diệp Nguyên B082, Hàng Đinh B082. Saramid 2 áo B082. Vân Anh Hoàng 3 áo B082. Nguyễn Trang B082. Nguyễn Dung B082. Các chị treo trong cửa hàng của mình á, sang lắm, khách vô cái là đập ngay vào mắt liền tức thì. B082 em hết rồi nha các chị ơi. 200 ngàn một áo nha các chị nha. 270 ngàn một bộ. Kết quả là lụa tiên kết. Thôi mùa hè đến rồi, sắm vài cái hoa nhí mặc thôi mới tình yêu ơi. Giá là 200 ngàn một áo nha, 270 ngàn một bộ. Chị nào lấy thì các chị chốt B038 cho em. Nguyên một cái hàng hoa nhí đó, cái nào chị cũng tết. Cái nào chị cũng kết. Chị là cái này là cứ tròn xẻ tay dài chị mặc tới. Đi lễ là ta cứ quần đen ta phép thôi, dễ mặc lắm luôn. Cho dù có vừa ăn một tô tô phở, tô bún chà bá lửa đi chăng nữa, cái bụng to chà bá cũng không nhìn thấy luôn. Nguyễn Hiền vải áo mẫu mặc B038. Cindy Phạm B038, Huyền Anh B038, Nhân Ái A B038. Giá là 200 ngàn một áo. Dạ bên em tính phí ship là 20 ngàn nha chị. Chuyển khoản trước bên em mới miễn phí ship ạ. Nghĩa Nguyên B038,
Vân Anh Hoàng 2 áo B038, Nguyên Phan B038, Cương Nguyễn B038, Khang Quách B038, Hoàng Kim Hiệp B038, Thủy Nguyên B038, Tam Mi Lương B038, Mi Lô Trần B038. Nói cái hoài nhí nào mình cũng luôn hết trơn, nó tiến tới nó lại đưa hoài nhí rồi tiếp. Minh Thu Nguyễn B038, đưa cái đèn xém kia ra đây cho chị. Nhã Phương B038, Lê Vũ Tiêu B038. Vừa nói mình cái hoài nhí này ở cái chỗ đấy mình cũng kết, rồi đưa thêm cái hoài nhí. Bây giờ em lấy cho chị cái quần bảo đô con nè nhỏ, em phối vào đây cho chị con nè. Tại các chị nhìn cái đèn xém rất là bình thường nha, nhưng mà để phối quần bảo đô vô cho các chị mặc nó sẽ khác hoàn toàn. 200.000 một áo. Mi luôn phải áo mẫu mặc. Mi Mon phải áo mẫu mặc. 200.000 một áo. Yến Trương phải áo mẫu mặc. Bài áo mẫu mặc bên em giá 180.000 một phải áo nha chị. Chị nào lấy comment giúp em phải áo mẫu mặc. Xin lỗi, 200.000 một áo. Dạ ok chị, cả Lê Mai bên em có nhân viên chốt đơn cho chị nha chị. Kim Chi vải áo mẫu mặc. Lâu rồi mình không treo, cái tự nhiên mình bị đụng nghề sao vậy trời. Không sang nữa thì thôi, không biết chết ơi. Giá 200-270 nha các chị nha, chắc phải là lột thêm chút đó các chị ơi. Thì là nguyên cái lô này đa số là cái phối quần màu đẳng đô là nhiều nhất. Cố tình mà. Chi Trương B206, Đinh Thị Mai Nga B206, chị Minh Hiếu B206, Thanh Thùy vải áo mẫu mặc. B206. Sarah Mít 2 áo B206, Ngọc Anh B206, Thị Hằng B206, Mai Thu B206, Nan Đỗ B206, Chu Thị Hân B206, Nguyễn Hải B206, Nguyễn Phương Thanh B206. Sáng nay còn một mẫu đen xem, nó giống như cái đen vàng kia hay là đen xem á. Hẳn nó chắc có để trong kia ngoài đây. Chị Hồ Nguyệt comment giúp em B206 nha chị. Còn 3 luôn. Nguyễn Kim Yến B206, Trần Hòa B206, Cảnh Lê B206 nữa là hết. Đúng rồi, đưa đây chị. Lấy cho chị cái màu ở trong á. Màu đúng rồi. Đưa đây cho chị ta thử cho mày phối cái gì vô đây. Mấy trăm nghìn rồi mà lên trăm bốn. Bởi cái nó ốm kìa lắm. Ủa nó mười đẹp. Chị tạo đâu à, thế mà mình nhìn nó ra cái hồ này. Ừ, đợi tí, đợi chắc lên 5 tâm máy. Còn này quay cái này còn có mấy áo thế nha. Hàng Vũ phải áo mẫu mặc. 200.000 một áo cho các chị nha. Thì nào lấy thì các chị chốt B042 cho em. Điều cái suy nghĩ của chị không liên quan gì. Có những ngày ta xuống đây có một cái tâm thế là ồ hôm nay mình sẽ bán rất là đắt hàng. Thì mình bán ế như ma vậy. Còn ngày hôm nay đi xuống đây với một tâm thế là bây giờ có hẹn rồi là cái thứ nhất nè. Thứ hai nữa là hàng nó về quá trời quá đất nhiều mà không bán thì là rất là sốt ruột. Cho nên hôm nay với một tâm thế là ở bán chơi cho vui, chị có bán được nhiều bán. Hôm nay không gạo gọ nữa, không buồn nữa, mệt lắm rồi. Chị nói bán chơi nó có không bao giờ nữa. Em lập dạng là bị mất ngủ, bị mất ăn. Cho nên là người nó hay ông mòn sức khỏe. Xong rồi còn thêm cái kể các chị nghe là chị
chị cho vui nha. Sáng nay đang nằm trên võng để liên lạc lấy hàng cho các chị, mở mắt ra có người nói với em về này, làm cho cố vào đi, bây giờ người nó phẳng lì từ trên xuống dưới đấy, các chị nghe có được không? Mình thì đã đang mệt xong rồi, nói tóm lại là đang giận cho nên là không thèm nói gì hết á, lường cho mấy cái. Xong trưa nay bán hàng có nói về này, giờ dễ thôi, có gì đâu, cứ đưa đây 100 triệu em bảo đảm luôn, hoặc 1 tỷ ra đây. Em nói các chị là coi như là từ trên xuống dưới em đồi núi chập trùng luôn. Ý nói là làm cho cố vào ấy các chị, làm cho nhiều vào ấy, giờ người á nó phẳng lì từ trên xuống dưới. Đến thì mai nha, B042 xin đi phạt B042. Đúng rồi. Thế trời, còn hai em rồi. Nhà Nguyễn B042. Cả giờ cứ đưa đây cho em 100 triệu tôi không cần tỉnh đâu, có phải nói là đồ núi. Lan đỗ B042 nữa là hết. Từ đây là nó em nói cái chuyện gì đúng không? Nó đập cái vào mặt luôn. Chẳng qua là vì đang giận cho nên là lấy câu chuyện làm quà vậy đó mà. Huỳnh Anh Nguyệt vải áo mẫu mặc. $200 một áo nha các chị nha, 200 ngàn một áo. Em đến sát gần cho các chị xem cái hoa văn của nó rất là sang luôn đó các chị ơi. Đây không tấn công. Dạ, mấy đứa nhà em đang ngó rồi. Không bao giờ xem livestream. Cho nên có nói gì không được biết. Đây ngồi sao không? Đây rồi. Mai Thu vải áo mẫu mặc, Như Tâm vải áo mẫu mặc. Xin đi Phạm B080, Nicky Nguyễn B080. Áo mẫu mặc bên em còn, chị nào lấy thì comment giúp em vải áo mẫu mặc ạ. À? Vân Đào B080. Nhà Nguyễn vải áo mẫu mặc. Hoa Mai B042. Cái nhà Nguyễn này đổi cái gì vậy? B080 nha các chị nhé. Giá là 200 ngàn một áo. Kiều Thu Nguyễn B080, Tâm Mi Nương B080, Salamis 2 áo B080, Thanh Dung vải áo mẫu mặc. Trình Tuyết B080, Lê Quỳnh Anh B080, Khang Quách B080, Như Tâm B080, Thùy Nguyên B080, Hồng Trinh B080, Nguyễn Hoa B080. Trời ơi, đập đi. Phải đập đi. Khăn thì bé phải áo mẫu mặc. Chia mấy cái đơn nó cho nó là em nha. Chút cái mấy ngày này em không thở nổi. Không thở nổi. Toàn được chị Dung ơi. 200 ngàn một áo các chị ơi, 270 ngàn một bộ nha các chị nha. Nào lấy cái tên chốt bé quá không có đưa cho em. Kiếm cái khẩu trang còn đeo còn đi tí mới sổ ráng chịu nha. Nếu mà nói về độ lặng là chị chịu lặng hơi bị giỏi đấy. Không là mai là nghẹt mũi luôn á. Cái máy này 5 ngựa nè, cái máy này 4 ngựa là 9 ngựa đấy. Hai đứa mày mở 10 cái máy 10 ngựa này đi rồi chụp mày mai đụng mày cảm cúm rãnh chị quá. Thôi, hồi nãy nóng quá giờ, nó cảm giác nó vừa mới mát chứ nó cũng chưa có cảm giác lạnh luôn á. 2 tiếng sử nó lạnh độ nó nóng thôi rồi. Nguyễn Phường B292. Khi nào lấy thì các chị chốt B292 cho em. Giá là 200 ngàn một áo các chị ơi, 270 ngàn một bộ. Mai mình cho từ ngày lại. Thế thôi chị tối đọc. Gì vậy? Chị đang ơi. Nam buổi thôi đứng to quá phải cúi vai. Chị
không chị, không đâu chị, không có cúi mà đi như chị đặt đấy. Thu Nguyễn B292, Minh Anh Viên B292, Trần Thị Thanh Thúy B292, Nga Nguyễn B292, Hiền Tô Thị B292, Như Tâm B292, Kiều Thu Nguyễn B292, Bạch Mai B292. Chú Thị Hân bỏ nha. Chú Thị Hân bỏ. Về Tâm B292. Khang Quách B292. Phương Loan B292. Khi nào lấy thì các chị chốt B292 cho em nhé. Dạ em tính các chị là 200.000 một áo nha. Phú Nguyên B292. Còn 2 luôn. Cái màu xanh của bé đẹp quá. Phạm Thị Lệ Hằng B292. Còn một luôn ạ. Lắm ấy, 200.000 một tháng nha, 270.000. Lan Nguyễn B292 nữa là hết. Ai nói vậy? Không, Hồng Xuân vải áo mẫu mặc. Phi à? Không. Nguyễn Thị Tâm vải áo mẫu mặc. Kiểu Đai Phi chứ. Mốt ngàn chặt con bé. Nguyễn Phượng vải áo mẫu mặc. Ôi, nó duyên dáng. Ở ngoài kia còn mấy cái hàng mà hai năm giá 250 ấy em. Có mấy mẫu mới khác đẹp đẹp hôm nay vô đây cho chị rồi. Chị mày cứ cất đi vậy. A07 áo dài kim thanh vải áo mẫu mặc. Trần Thị Bích Kiều B073, Cindy Phạm B073, Minh Minh B073, Hoàng Kim Hiền B073. Rosie Đỗ B073. Xuân Mai vải áo mẫu mặc. Giá 250.000 một áo. Chất vải là lụa Tiên Phúc có các chị ơi đẹp. Còn cái khoảng chừng 20 cây nữa là hết. Tammy Nương B073, Mai Thu B073, áo dài kim thanh B073. Giá 200.000 một áo các chị ơi, 270.000 một bộ nha các chị nha. Đẹp xuất sắc luôn. May bất cứ một cái gì nó cũng rất là đẹp luôn. Và vải mà không nhăn nha, không có nhăn. Ngọc Uông B073, không có nhăn một tẹo nào đâu các chị. Khi nào lấy thì các chị chốt B073 cho em ha. Giá là 200.000 một áo, 270.000 một bộ nha các chị nhé. Em cho các chị đi còn thêm vòng nữa thôi nhé, là sang lắm. Sang cực kỳ sang luôn đó mấy chế ơi. Nguyễn Phượng B073, Minh Trang B073. B073 các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt B073 cho em còn nha. Rồi các chị cái đen là như nhỉ? Từ từ bình tĩnh này. Linh Anh B073, Lụa Hồ B073, Ngọc Đỗ Bích B073. Mà không có nhăn. Trần Hòa B073. Mà không hề nhăn một tẹo nào luôn ấy. Em mới mặc xong mấy cái ấy. Em không phải ủ một tí nào luôn á. Chưa phối hả? Ta biết ngay nó lựa chọn an toàn nhất có thể. Đơn giản.
không nào cơ, tuyển tập toàn bộ là đen và trắng, không biết nhân vật nào luôn. Đen với da. Cái cái sữa cho da vô, đừng đau cả bụng. Tú đang mặc em không bán đâu chị ơi. Cái gì vậy? Cái này hả? Cái này hả? Ceramic A171, Nga Nguyễn A171. Ấy lộ. Ừ, tính giá 18200 đi rồi mai ăn mày luôn. Cái này 15 cái á. Bỏ lại đi. Hai cái đúng không? Này. Nga Nguyễn. 250.000 một áo. Đinh Thị Mai Nga A171. Tôi nói mày đừng có gọi đông mà gọi con ơ lộn mà. Hải Vân, Hạ Vân B171, TV Nguyễn B171, Trịnh Minh Hiếu B171, Bạch Mai B171, Đoàn Huy Thịnh B171, Ngọc Uông B171, Nicky Nguyễn B171, Tân Minh Hương B171. Dày nặng và form áo dài lên cực kỳ chuẩn luôn ha. Khi nào lấy thì các chị chốt B171 cho em nhé. Giá là 250 nha các chị nhé, 250.000. Chị Nếp Kinh Nguyễn có rồi nha chị. Lê Sử B171. Bảo Bảo B171. Nguyễn Phượng B171. Chị Nicky Nguyễn có B171 rồi chị ơi. 180.000 một áo nha các chị nha, 250.000 một bộ các chị ơi. Còn một đúng không? Cho tí này đi nó sao rồi. B118 các chị ơi, giá 180.000 một áo, 250. Tâm Minh Hương thêm một áo B171. Mẫu mặc bên em còn nha, chị nào lấy comment giúp em phải áo mẫu mặc giá 180 ạ. À? B118 giá 180. Vân Anh Hoàng B118. Đoàn Huy Thinh B118. Chị nào lấy thì các chị chốt B118 cho em nha. Giá 180.000 một áo các chị ơi, 250.000 một bộ nha các chị nhé. Sang lắm. Sang cực kỳ sang luôn. Chia sẻ live stream cho em với đi các chị. Đức ơi. Đức Chí B118, Rosie Đỗ B118. Khi nào lấy thì các chị chốt B118 cho em. Nguyễn Bích B118. Còn Giang Tinh Nguyễn B118.
Nikki Nguyễn B118. Nguyễn Phượng B118. B118. Cái này may được dễ lắm nha. Đây này các chị, nếu mà chị nào mà sợ mà cái mặt cái màu sáng này nhiều quá, các chị nó sợ sức quay. Chả liên quan gì đâu các chị. Còn nếu mà các chị cứ thịt may ở giữa như vậy luôn, giống như người mà nó chia đôi ra ấy, mặt người nhỏ xíu, rất là dễ thương. Ok chị Nguyễn Phượng. Giá là 200 ngàn một áo nha các chị nha. 200 ngàn một áo, 270 ngàn một bộ các chị ơi. B147. Chia người nhỏ xíu, nhìn nhỏ ra là người mình nhỏ xíu rồi các chị. Này em thấy tận dụng quần đen ở nhà mặc là nhiều nhất ấy. Cái hàng này em làm cho các chị đa số là chỉ có tận dụng quần đen mặc là nhiều nhất thôi. Tại vì cái này mặc giống như là vừa đơn giản mà vừa sang ấy, nhưng nó không có cần phải mặc quá nhiều cầu kỳ. Giá 200 nha các chị ơi, này này mà may cổ thuyền ha, mặc có đi trắng. Đinh Thị Mai Nga B147, chị Minh Hiếu B147. Giá 200 ngàn một áo, 270 ngàn một bộ nha các chị. Tuyết Trần vải áo mẫu mặc. Màu kem không biết sao sáng giờ lựa hỏi mời các chị màu kem các chị. Đoàn Huy Thinh B147, Nguyễn Phượng B147, Nguyễn Tôn B147, Bùi Tám B147, áo dài Kim Thanh B147, áo mẫu mặc giá 180.000 một vải áo. Chị nào lấy thì comment giúp em vải áo mẫu mặc. Đoàn Huy Thinh thêm một áo B147 nữa. Đức Chí B147, chị nhắn tin bên Messenger bên em cho thông tin nhà may nha chị. Bên chỗ em có hai thợ may là nhà may Phong Trần với nhà may Tân Uyên. Các chị muốn lựa ai may cũng được. Còn không thì các chị cứ chia ra may cho nó nhanh nha. Mỗi người ít là may nhanh lắm. Nào lấy thì các chị chốt B147 cho em. Giá là 200 ngàn một áo nha các chị nha. 270 ngàn một bộ nha. B234 có cái màu
Trần Lan B234. Cho chị cái màu đen là sao không? Phan Thảo B234. Màu này ở ngoài của nó là màu da sữa nha các chị nha, không phải màu trắng nha. Không phải màu trắng như hôm vừa rồi em mặc đâu. Màu hôm vừa rồi em mặc đó là màu sữa, mà sữa tươi, sữa sáng. Còn cái này nó là màu da sữa. Áo dài Khai Quế B234. 250.000 một tháng, 320.000 một bộ. Lâu lâu ra mới thấy nó phối đường cá rồi thôi. Đoàn Thị Mai Nga B234. Sáu phản vải áo mẫu mặc. Các chị này nhìn rõ nha, cái vân của nó nè. Để mướn cho đấy chị sẽ. Đàn bé mình lại đây nữa. Nhìn đẹp lắm. Mấy chục cái áo đây. Ta nghĩ là may không có kịp á, đi mua cái đầm mặc đám cưới cho tao mà đến giờ này chả sao nó sắp sửa rồi. Là nó về nhà nó đi làm ăn rồi mà giờ nó vẫn chưa nhận được đầm. Nó nói câu xong rồi nó phải chị ơi em phải lên đơn xong khoảng từ 2 cho tới 4 tuần thì em mới gửi hàng cho chị. Mà cái lúc mà chốt đơn ấy, thì bảo chị ơi bên em không có ship code, bên em phải chuyển khoản trước, ok chuyển xong cái một hỏi lại nó bảo không, thì em phải lên đơn xong rồi thì chị báo cho em sai số các thứ thì chị em tụi em mới đưa vô trong xưởng may, may xong rồi mới giao từ 2 tới 4 tuần. Ni ni đố vải áo mẫu mặc. Trả tiền rồi giờ đòi cách nào được không giờ? Trả bằng niềm tin. B212 đúng không? Giá 200.000 một áo nha các chị nha. Thì nào lấy thì các chị chốt B212 cho em. Ôi trời đẹp quá à. B212 nha các chị nha. Thì nào lấy thì các chị chốt B212 cho em. Nghĩ làm không nó đợi quá xong giờ nó mất công nó may nó lại không có biết tiền. Thế là mình cứ đi mua cho nó nha. Rồi xong phim cuộc đời đến bây giờ cháu mình đám cưới xong đi một tuần dập mặt đến giờ này chưa. Còn về rồi mình chưa có đợt hỏi nó. Sáng nay hỏi nó bảo chị ơi tụi em chưa làm xong. Tammy Lương 2 áo B212. Giang Lê B212. 200.000 một áo nha các chị ơi, 200.000 một áo, 200 bộ. Nào lấy chị cái chốt B212 cho em. Thôi cho chị cái hai miếng đi ha. Quá. Chẳng lẽ em may được các chị? Giang Đinh Đinh B212, Như Tâm B212, Lê Quỳnh Anh B212. Kết nó lắm luôn á. Bi Nguyễn B212. Trần Như Ngọc vải áo mẫu mặc. Chất vải là lụa thiên cúc các chị ơi. Cái này như nó có màu vàng nữa luôn nên chị màu vàng luôn đi con ơi. Đặng Hằng B212. Mẫu này các chị chốt cho em là đen hồng đen vàng giá 100.000 một áo 21.1m6 này các chị nha. Vải không xù trước đường chỉ khó độ co nhẹ, mặc rất là dễ thương. May áo dài cũng đẹp, may đầm cũng được, may đồ bộ cũng được, may sơ mi cũng được, nói chung là muốn may cái gì thì may. Còn nếu may áo dài thì các chị có thể cái này phối thêm cho em cái quần hồng dâu này, rất là xinh. Nguyễn Thái Lâm Phong B212. May ở ngoài nó sắc. Phan Thị Tuyết vải áo mẫu mặc. Em có hai màu nha, đen hồng và đen vàng.
nhi B212. Giá 100 ngàn một áo các chị ơi. Giá 100 ngàn. Ngày mai về thêm mười mấy 20 cây nữa. Có sự có siêu phẩm chào đón rồi đấy mấy đứa. Ô thì đậu vải áo mẫu mặc. Khi nào lấy thì các chị chốt cho em là đen hồng và đen vàng nhá. Giá 100 ngàn một áo 2m của 1m6 các chị ơi. Đừng lắm. May đồ bộ, may đầm, may áo dài, may áo kiểu, nói tóm lại là may đều, may nhí đấy. Giờ là coi như mấy bạn này là may bất kể ứng dụng cái gì cũng dễ mặc lắm luôn. Và đặc biệt những chị giáo viên ấy, các chị mặc vải này là các chị không phải ủi. Nó mát, đi làm cả ngày nó mát lắm. Đen hồng và đen vàng nha các chị ơi, giá 100 ngàn một áo nha. Thì nào lấy thì các chị chốt đen hồng và đen vàng cho em. Tami lương hai màu. Cái này á, tại vì tụi nó không có thời gian phối cho các chị thôi, chứ phối quần là nhìn dễ thương. Xuân Lan Nguyễn vải áo mẫu mặc. Thấy hai giò chả đen hồng. Nhân ái đen hồng. Ngọc Đỗ Bích hai màu. Bạch Tuyết đen vàng. Ceramic đen hồng 2, đen vàng 1. Nguyễn Liên đen hồng và vàng. Bùi Phí đen vàng. Đen hồng đen vàng các chị ơi. Vải áo em mặc giá là 180. Anh hồng đen hồng. Tình Nga đen vàng, Nguyễn Nga đen vàng. Xin đi Phạm đen vàng. Xin đi Phạm hồng và vàng luôn. Mai Nguyễn đen hồng. Nào lấy thì các chị chốt đen hồng và đen vàng cho em nhé. Nguyễn Tơ đen hồng hai áo. Đỗ Hoàng đen hồng và đen vàng. Bảo đen vàng. Này là bảo đảm mai mốt là vòng eo của nó siêu mẫu ở nhà luôn. Nguyên một ngày nó chạy tới chạy luôn thôi. Mà ta nói là cái eo của nó bây giờ chỉ còn 58, 56 nó đua với ngọc chân. Hồ Nguyệt đen hồng và vàng. Võ Tuyết đen vàng. Như cái mẫu này trẻ em tết lắm. Các chị ơi, tắm cho em là nhí không thôi nha các chị nha. Nhí không thôi các chị. Giá 100 ngàn một áo. Nhí nha các chị ơi, giá 100 ngàn một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt nhí cho em. Lê Thị Thúy nhí. Anh Hồng nhí. Tam Ly Lưu nhí hai áo. Lan Hoa nhí. Nguyễn Vân nhí. Nguyễn Liên nhí. Ngọc Đỗ Bích nhí. Đoàn Huy Trinh hai nhí. Trần Thị Phương nhí. Lê Thị Thủy vải áo mẫu mặc. Nhí các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt nhí cho em. Nguyễn Thị Thanh điểm nhí. Chu Thị Hân hai nhí. Sáu Phạm nhí. Nhí nhắc nhé. Nguyễn Trinh nhí. Áo
dài Kim Thanh nhỉ, bên đây Hoàng Hai nhỉ. Lấy cái cổ cho chị uống miếng nước. Ngọc Lan Luyến Thi vải áo mẫu mặc. Mino Trần Học đen hồng và một nhí. Nào lấy thì các chị chốt nhí cho em nha. Ở ngoài nó xinh lắm các chị ơi. Sắc nét lắm mà dễ mặc lắm các chị. Cái dù có may đồ ủng hộ hay may bất cứ một cái gì nó Vân Lan nhí. Với lại mẫu này nữa các chị đắm cho em là một dâu. Trần Hòa nhí xinh lắm. Trên live nhìn không có rõ bực ghê luôn ấy, chứ ở ngoài đẹp lắm các chị. Mấy cái này á, bây giờ mùa hè ở dưới chợ do bán hàng dặn nhau về lắm. Mấy cái tụi mà thiết kế nó cứ quen cái mà nhìn thấy được là nó ôm nguyên lâu hàng nó khoảng 1.000-2.000 mét về may dạng như là đồ lên sẵn đấy. Về hết luôn để khỏi bị đụng hàng nha các chị. Mẫu này các chị chốt cho em là hồng dâu nha các chị nha. Bi Nguyễn nhỉ, Sĩ Nguyễn hai áo nhỉ. Ba luôn. Hồng dâu nha, chị nào lấy thì các chị chốt hồng dâu cho em. Mẫu nhí này em có màu trắng, đợi em một chút xíu. Các chị trắng lên, có vật nhỏ ít đâu. Màu dồn hết rồi hả? Đây này, y chang như vậy luôn mà màu trắng các chị xinh lắm. Xin đi tặng hồng dâu. Tam Bi Lương hai áo hồng dâu. Nguyễn Thị Thanh điểm hồng dâu. Đoàn Huy Thiên hai áo vàng dạ, hai áo hồng dâu. Này các chị. Một Tết Nguyên vải áo mẫu mặc. Em đến gần các chị xem á, nó sẽ rõ cái hoa hơn này. Và đặc biệt cái màu ngoài nó đậm như vậy này, rất là đẹp luôn. Xinh lắm. 100.000 một áo nha. Chị nào lấy thì các chị chốt trắng cho em các chị ơi. Molly Trần hồng dâu. Thúy Trần hồng dâu. Trắng giá 100, hồng dâu em vẫn còn nha. Nguyễn Hoa hồng dâu. Ngoài này em cho các, Vũ, chị, hồng dâu. Cho các chị may áo dài nha các chị. Nếu mà may đầm thì màu trắng này thì các chị nên lót cho an toàn. Còn hồng dâu các chị may đầm cũng không cần phải lót nha. Quốc Ngọc Nguyễn hồng dâu. Ngọc Đỗ Bích trắng. Trắng giá 100.000 một áo các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt trắng cho em. Cái này nó là nó đỡ cho mọi người. Áo mẫu mặc giá 180.000 một vải áo. Chị nào lấy thì các chị chốt nhí cho em nha các chị. À, xin lỗi trắng. Em có nhí và em có cả trắng luôn nha các chị. Nguyễn nha. Hoa thêm một hồng dâu. Phan Thanh nhí trắng. Phương Võ bài áo mẫu mặc vàng. Em bỏ ra đây cho chị khuyến mãi cho các chị mua luôn. Màu gì? Được chưa? Lụa Mã Châu này em xả coi như là tính cho các chị giá gọi là giá xả luôn ấy. 120. Hai giò chả hai nhí. Nha, em có cả hai màu luôn. Chị nào lấy thì các chị lấy sẽ rẻ hơn được một cái áo từ 30 cho tới 50 nghìn trong live ngày hôm nay nhá. Em có hai màu là màu vàng đồng và màu đỏ đô. Chất này là đúng chất lụa Mã Châu luôn nha các chị nha. Không có phải là chất lụa mịn lụa mango đâu nha. Cái nào ve cái đấy rõ ràng. Các chị có thể nhìn trên màn hình nhà em, các chị sẽ hình dung ra được. Tại vì cái lụa mịn với lụa mango thì khi cầm lên cái chất vải của nó sẽ không như vậy đâu. Em xả luôn các chị giá khoảng 120 luôn. Chưa bao giờ bán giá này luôn. Em có vàng đồng và đỏ đô nha các chị nha. Thu Ban một đen và một nhí trắng. Ôi nó ghét. Ôi, luôn. Nguyễn Kim Nguyệt nhí trắng. Đây. Em có vàng đồng và em đấy chưa? Người ta bảo chậm chậm 1 giây còn hơn là nhanh 5 phút đó. Nhanh đấy, nhanh đấy. Nói không thèm. Rồi tí nữa làm xong rồi khẩu chị ơi nóng quá. Em có hai màu đỏ đô và vàng đồng nha.
theo luôn các chị giá 120 luôn. Để nó đi xíu xếp sau đi mấy đứa ơi. Để cho sơ xếp sẵn được. Hai màu nha. Cái chất này nó mềm mà nó rũ mà nó mát mà nó có độ co giãn nha các chị nha. Hai màu. Trả luôn các chị giá 120. Vàng đồng đỏ đô, chị nào lấy thì các chị chốt màu cho em. Đoàn Huy Thinh mỗi màu 2 áo. Thành đấu vàng đồng. Lấy cho chị đang chờ thêm được cộng đồng. Từ từ là xếp vào thôi. Em có vàng đồng và em có cả đỏ đô luôn nha các chị ơi. Tối sẽ về. Tinh Nga vàng đồng, Thảo Phan đỏ đô. Còn em về em sẽ phô kích Lý Hôn Trần vàng đồng và đỏ đô. Ngọc Đỗ Bích đỏ đô 2 áo. Nhân Ái đỏ đô. Bảo Bảo vàng đồng 2 áo. Đinh Thị Mai Nga vàng đồng và đỏ đô. Phạm Thị Bé vàng đồng và đỏ đô. Vân Anh Hoàng mỗi màu 2 áo. Tammy Như vàng đồng và đỏ đô. Bảo Bảo đỏ đô. Giang Lê vàng. Giang Lê mỗi màu 2 áo. Linh Phạm đỏ đô. Mộng Tuyết Nguyên vàng đồng. Xuân Thu Hoa vải áo mẫu mặc. Đây là cái Thiên Chương vàng đồng. Hướng Dương vàng đồng. Phúc Ngọc Nguyễn vàng đồng. Nguyễn Nguyệt vàng đồng. Molly Trần vàng đồng. Vàng đồng em có cúc 3,5 m. Đỏ đô em có cúc 3,5 m luôn các chị. Chu Thị Hân. Chu Thị Hân vàng và đỏ. Đoàn Huy Thanh mỗi màu thêm 2 áo nữa. Võ Tuyết đỏ đô. Dạ em tính các chị 120 thôi các chị ơi. Chắc phải là của Mãi Châu nha các chị nha. Mềm mượt lắm. Trần Hòa 2 màu. Nhàn Thanh vàng đồng. Giá 120 ngàn một áo các chị ơi. Thúy Trần 2 màu. Giá gọi là giá bèo èo ấy các chị. Chốt Kim đỏ đô. Giá gọi là giá, trời ơi nó bèo. Vàng đồng em có khúc 3,5 m và đỏ đô em cũng có khúc 3,5 m nha các chị nha. Rồi cái đen kia em cho lên đây cho nó lấy luôn đi coi như ngày hôm nay bán cho các chị vừa bán vừa tặng giá yêu thương cho các chị luôn. Lấy nửa thôi, rồi chị lấy tiếp. Tam Thanh vàng đồng 3,5 m. Bạch Mai vàng đồng. Rosie Nguyễn 2 màu. 2 màu. Rồi, mẫu này luôn các chị đắm cho em là đen mã châu đi em cũng sẽ luôn các chị ghé 120 luôn có treo luôn hả? Ok bỏ ra đây coi như hôm nay vừa bán vừa tặng ghé cho các chị luôn. Này các chị ơi không xù xước đường chỉ nha, rất là mát và có độ co giãn. Trần Thị Phượng 2 màu. Moni Trần đỏ đô. Đỏ đô bên kia còn bực. Chờ hơi bị nhiều luôn đấy. Mẫu này các chị đắm cho em và đem nha. Giá 120 luôn đúng không? Chúc Kim đen mã châu lên hoa đen mã châu. Nguyễn Thị Mơ đỏ đô. Đen nha, chị nào lấy thì các chị chốt đen cho em. Áo dài kim thanh đen. Tammy nương đen. Đoàn Huy trên đen 2 áo. Maria Bình vải áo mẫu mặc. Giang Lê đen 3 áo. Ngọc Đỗ Bích đen.
phạm đen, bà bảo đen hai áo. Trần Thị Bích hiểu đen, Đỗ Hoàng đen, Trang phạm đen, Linh phạm đen. Lê Quỳnh Anh đen. Đen có khúc 3m4 và khúc 2m5. Anh Nguyễn đen. Hợp Nguyễn đen. Học đồ biết đen 2m5. Mẫu này các chị chốt cho em là da, giá 100.000. Da này nếu mà chị nào may áo dài các chị mua, các chị về phối cho em, một là quần đỏ đô, hai là quần màu nâu đen đó các chị. Nâu mà hôm nãy các chị mặc chấm bi ấy, rất là sang luôn. Da nha các chị nha, hình như rỡ ra rồi. Lê Thị Thủy gia, Tâm My Lương gia, Nga Phạm gia. Giang Lê gia 3 áo. Phan Cầm gia. Đỗ Hoàng gia. Đoàn Hồng gia. Đoàn Huy Thanh gia. Xin là chú mày cười rồi. Gia các chị ơi, chị nào Chu Thị Hân gia. Vi Nguyễn gia. Cái trắng đi hồi trưa á, chị thấy để ngay đấy đưa đây cho chị con đi. Con đi trơn đấy. Đúng rồi. Chị nào lấy da em có khúc 2m3 nha các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt da 2m3 cho em nha. Bi này là giá 130.000 một áo. Giờ còn nhiêu bán hết bấy nhiêu chứ cũng không còn nhiều luôn. Bi Nguyễn da thêm một áo nữa. Vậy thì chính xác ở dưới nghe là bởi vì không còn. Hồi chưa nói là một gì không còn. Bảo đô còn chưa màu trang điểm hết. Không, còn một màu gì hết đấy cơ. Còn ở đây là đô này, đen này. Hình như là xong bích đấy. Xong bích hết đấy. Đang nói là dưới nhẹ. Còn này nhiều chuyện quá. Bán một phát. Anh bảo là mang cái này ra bán một phát cho nó hết đi. Phát gì? Để chồng em ra ướm áo dài cho các chị nhá. Nguyễn Hạnh 2 vải áo mẫu mặc. Lê Hằng Lê 7 áo mẫu mặc. Để em ướm hết màu cho các chị đi rồi các chị lấy màu gì các chị lấy. Em có xanh bích, đỏ đô, hồng vôi, vàng đồng, màu đen. Cái hồng với cái gì? Rồi ok. Đỏ đô là còn một cây hồng với cây vàng đúng không? Dạ. Vàng đồng các chị ơi. Loan Phạm vải áo mẫu mặc vàng đồng. Hồng vôi. Và màu đen em có tổng là 5 màu. Giá là 130.000 một áo.
phải có độ co giãn. Giãn này là giá hàng sale á các chị. Bây giờ chốt hồng với chốt vàng trước đi. Thì còn nhiều, còn mấy cái này hết. Cái đen mai thu đỏ đâu? Trời ơi, nghĩ sao vậy bà nội? Hôm ấy không chỉ mới 20 áo, trong khi đó người ta cây hàng cả 70-80 áo. Là làm mà khó mà. Đỏ đô có khúc 2 mét 3 đó. Mai thu vàng. Em có tổng là 5 màu đó các chị ơi. Vàng em có khúc 3 mét 8. Nem phạm hồng. Mai thu đen. Nguyễn Liên đỏ đô. Phúc Ngọc Nguyễn 2 vàng. Áo dài kim thanh đỏ đô. Thu ban đen. Bé Nguyễn đen. Hồng dạ, hồng Nguyễn vô Phượng là có vàng. Em có tổng là 5 màu nha các chị ơi. 5 màu nha các chị nha. Chị nào lấy màu gì? Dàn xanh bếch 2 áo. Trương Lê đen. Lê Thị Thủy đen vàng đỏ đô xanh bếch hồng. Mỗi màu một áo. Đọc đại mỗi màu một áo đi. Chúc tập nhiều ạ. Đoàn Huy Thinh đỏ vàng hồng mỗi màu 2 áo. Đỏ vàng hồng. Đen còn không? Tất cả là đều còn hết. Cứ phải lo. Hướng Dương đỏ đô. Lương Hiền đen. Nhà Mai Phương Bắc đen 2 áo. Linh Phạm đen. Nguyễn Vân đỏ đô. Chu Thị Hân đen. Lan Nguyễn đỏ đô. Nguyễn Phượng xanh bích. Phạm Hoa đen. Bi Nguyễn vàng phúc 3m8. Nhà Mai Phương Bắc tới hình thoại. Hồng vôi em có phúc 2m9 đó các chị. Họ Hương xanh bích 2. Lê Hằng Hằng Lê đen. Huệ Tiếu vàng đồng. Mai Thu thêm đen. Chu Thị Hân xanh bích. Áo dài kim thanh xanh bích. Đặng Kim Phượng hồng. Nguyễn Thái Lâm phong đen. Mưa Sắc Xuân đỏ đô. Nguyễn Nguyệt xanh bích. Đỏ đô. Đỗ Phạm Nguyễn đỏ đô 2. Đỏ đô xanh bích. Chứ có thêm 5 cái. Hồng thì ở đây còn. Molly Trần hồng. Nguyễn Thị Thanh điểm đen. Đen là Nguyễn Thị nó bán khoảng 70 trái nữa đấy. Tụi mày lo bán cho hết cái giá. Minh Hiền đỏ đô. Đinh Thị Hà xanh bích. Chị Mai thu thêm đen rồi nha chị. Cái khung 2m3 này để cho xe chị nào luôn đi. Chấn thẳng 2m luôn đi mấy đứa. 2m3 gì nữa. Từ khi là 2m5, 2m7 hay là 3m thì chấn thấy khoảng 2m1, 2m2. Nhà vàng hồng. Chị luôn đi cho rồi. Hồng là không còn nữa nha. Có nghĩa là mỗi ví dụ như là trừ vàng với lại là hồng à, vàng ấy. Vàng với hồng là còn nhiều. Còn bích đô là 5 thôi. Trang phản đen, áo dài kim thanh hồng. Hồng như này còn nhiều. Còn một cây ấy. Huỳnh Phượng vàng. Nô Vũ Thi đen. Đẹp quá luôn, 200 ngàn một áo các chị ơi. Chắc phải là lụa thiên trúc nha. Cái này có màu trơn ấy mà đợt trước em có bán cho các chị mà được tặng kèm quần đấy. Các chị có muốn mua không các chị? Trời nhỉ, em đang chạy chương trình đó. Ui trời ơi, thôi rồi, 11 giờ rồi. Ừ. 200 ngàn một áo nha, để gọn vào nhỏ cho nhìn chị dậy. Mai Thu B286 em nói Hồng Nguyễn B286. Chốt này xong đi. Cái này nè, trơn. Trơn, màu sáng một, màu sáng duy nhất thôi.
Ceramin B286 ba đúng không? Dạ. Đi đi. Ceramin thêm một áo nữa là hai áo. Giá là 200.000 một áo nha các chị nha. Giá 200.000 một áo, 270.000 một bộ. Áo dài thay quế B286. Đẹp lắm. Đẹp hơn rỗi cuộc đời. Đoàn Huy Thiên B286 2 bộ. Maria Thu Vân B286. Lan Trần B286. Chu Thị Hân B286. Nguyễn Liên B286. Alexander B286. Phương Võ B286. Chi Trương B286. Còn 1. Thúy Hương Trần B286. Đâu cơ thì một áo mà nào trước đó nào. Cái này nào mà buổi sáng nó có khác rồi nè. Để ngay cái lối ra vào thôi. Rút tôi cái chỗ mà tụi nó đứng. Xếp hàng cái nào mà trẻ đứng đấy thì đi ra đi vào. Cái đi ra đi ra thì sáng có ba lần. Nhà ta cũng biết nó nằm ở đâu mà nó luyện quẹn từ sáng giờ nó không biết nằm đâu rồi. Bán được thêm cái áo mừng ơi là mừng. Bây giờ không phối như vậy. Đấy, chủ yếu lấy này về để bán quần nè. Bán ế lên rộng vậy đó. Chị. Em chủ yếu. Yến Nhi vải áo chủ yếu lấy cái này về để em đi may cái quần. Sao người tiện thôi em lấy cho các chị một cây luôn nha. Nhưng mà cái quan trọng nhất nghe em nói nè, chốt đúng bằng này thôi nha, không chốt hơn. Và với cái giá này giống như là em chia lại cho các chị mặc thôi, chứ hoàn toàn em không có lời nhá. Bình thường á, vải này em bán là 210.000 một áo, là tặng kèm cho các chị một quần. Và nó chỉ có mấy màu là em có chương trình đó thôi. Còn cái này là em chia lại cho các chị để các chị, ví dụ chị nào thích các chị cứ việc may áo dài thoải mái thì em cắt 2 mét chứ không có cắt lẻ nha các chị nhá. Ở đây còn có 3 mét này đấy, chị nào xí trước thì các chị xí thôi, còn cắt kèm cắt các chị 2 mét hết. Khổ 1m6 chất từ cái này mà ra. Thèn. Chất từ cái này mà ra và chốt đơn cho các chị giá chỉ có 150.000 thôi, coi như chia lại cho các chị mặc. Và cái vải này này các chị lấy á, các chị mặc với những cái áo hôm vừa rồi em bán các chị rất là đẹp luôn, em có đi may luôn nhá. Một màu này duy nhất thôi nha các chị ơi, đám cho em là sáng 150 nha các chị nha. Biết là cái áo này rồi, biết, cho mượn. Mượn. Em có một phút 3m và tất cả các chị 2m hết. Muốn may áo dài cũng ok, muốn may bộ áo dài cũng ok. Mai Thu sáng 150. Màu này cực kỳ hiếm luôn, bán cho các chị đi kiếm rất khó luôn. Sáng Maria Thu Vân sám 3m. Nem Phạm sám. Hải Thủy sám. Jenny Nguyễn sám 1. Sám nha các chị. Áo dài Khai Quế sám. Trần Thị Bích Kiều sám. Ceramic sám. Nguyễn Phượng sám. Bích Huyền Phạm sám. Giang Lê hai áo xám. Mai Thu thêm một xám. Huyền Đào xám. Hồng Hạnh Nguyên xám. Đinh Thị Mai Nga xám. Vũ Huyền xám. Áo dài Kim Thanh xám. Khánh Phạm vải áo mẫu mặc. Bé Kem xám.
Phú Nguyên xám, Bảo Bảo xám, Oanh Nguyễn xám, Giang Đinh Đinh xám, Linh Phạm xám, Nguyễn Oanh xám, Thúy Hằng Vũ xám, Đoàn Huy Thinh xám, Cúc Ngọc Nguyễn xám, Dung Đoàn xám, Cúc Ngọc Nguyễn xám là một bộ. Một bộ này em chốt hai áo nha chị. Ví dụ các chị thích, các chị lấy áo này này, các chị mặc quần đỏ đô, quần xanh, quần đen, quần trắng, quần gì cũng đẹp. Còn nếu mà chị nào thích đầu tư thì các Thúy chị Thành xám, Thúy Trần xám, Dung Đoàn xám, Linh Vi Ngô xám, nhiều mà không có ra phiếu. Hoa Lê xám, Nguyễn Dung xám, Ngọc Anh xám, Nguyễn Liên xám, Anh Nguyên xám, Hồng Hạnh vẽ áo mẫu mặc. Còn chị nào lấy xám nữa thì có chị chốt xám. Thế là chị quá mua cây. Thế là chị quá mua cây luôn chị ơi. Giá là 200.000 một áo nha các chị ơi, hay miếng nha các chị. Mặc cái này mà các chị mặc xa người ta nhìn mà người ta tưởng giống như là mình đang mặc là gấm cao cấp đấy các chị. Nó dạng dạng như là nhái nhái gấm. Một mẫu này nữa em nó cho các chị xuống. Lưng em đau, chân em mỏi. Mai là tiếp tục. Mai là thứ bảy. Áo mẫu mặc giá 180 nha. Chị nào lấy comment giúp em phải áo mẫu mặc ạ. Giá 200.000 một áo nha các chị ơi. Giá 200.000. Chị nào lấy thì các chị chốt B06 bạn cho em. Giá 200 nha các chị ơi. Còn nhiều mẫu đẹp lắm nhưng mà đừng hết nổi luôn nè các chị. Nhiều lắm luôn á, em không nổi nữa. Em ơi đứa nào thử like cho chị mặc áo dài không ạ? Phạm Hoa xám. Sao Lâm biết hai vải áo mẫu mặc? Lâm Phạm B067, Bảo Bảo B067. B067 các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt B067 cho em nha. Giá là 200.000 một áo, 270.000 bộ. Đoàn Huy Thinh hai áo B067.
Dạ có rồi nha chị Đinh Thị Mai Nga. Chị nào lấy thì các chị chốt B067 cho em. Thu Hà B067, Lê Thị Thủy B067, áo dài Kim Thanh B067, Nguyễn Nga B067, Minh Hiền B067. Sơn Rau Miết 2 áo B067. Giang Lê 2 áo B067. Rosie Nguyễn B067. Còn 1 nữa thôi. Nguyễn Trinh B067 nữa là hết. Để chị coi mẫu nào đẹp nhất. Chị cứ mãi có cái chữ từ đánh cho ủng hộ của mình hơi nhiều. Đây là chất vải tơ tằm. Em cũng bán giá 200.000 luôn các chị. Nhưng mà từ nãy giờ có chị nói tóm lại là đó, một mẫu này duy nhất nha. Em vừa bán vừa tri ân cho các chị ha. Chưa có bán 199.000 bao giờ luôn ý. Đây là chất vải tơ tằm hiện bây giờ đang hot của em á các chị ơi. Đây em cho các chị xem cái mẫu tuyệt vời lắm. Đúng cái nha. Tính các chị giá tri ân thôi nhưng mà 150 thôi nha. Không khác hàng cao cấp của Thái Tuấn tẹo nào luôn. Cái này giống mẫu của showroom giá 750.000 một áng. Cái hoa của nó rất là sang luôn. Đây là chất vải tơ tằm nha các chị nhá. Hiện bây giờ em đang bán á, hơi bị nhiều luôn á, cực kỳ nhiều luôn. Rồi em chia ăn cho các chị luôn á. Đến các chị giá 150 thôi nhưng mà chị nào lấy thì các chị đắm cho em tơ tằm các chị nhá. Có bằng này thôi đó, còn các chị không thích thì em chị vì em thấy mẫu này em làm có đúng một mẫu duy nhất luôn á, gọi là quá đẹp luôn á. Tơ tằm nha các chị nhá, mặc là phẳng lì không một nếp nhăn. Màu này ở ngoài nó là dạng như là xanh và xanh ấm tím, sang lắm. Uyên Nguyễn tơ tằm, Rosie Nguyễn ba áo tơ tằm, Nhân Ái tơ tằm, Minh Minh tơ tằm, Tường Vi Duyên tơ tằm, Cúc Ngọc Nguyễn tơ tằm, Loan Phạm tơ tằm, Đoàn Huy Thinh ba áo tơ tằm, Lan Trần tơ tằm, Maria Thu Vân tơ tằm, còn hai đúng không? Thủy Cao tơ tằm, còn một. Đến tuổi tao đủ chưa nhé? Rồi em nghỉ nha các chị ơi. Cảm ơn các chị. Hẹn gặp lại các chị vào livestream ngày mai nhá. Bye bye. Chúc ngủ ngon.